Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 137. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là, lúc ấy hắn rất khó giết chết Bắc Thương Nguyệt kia. Bắc Thương Nguyệt với tư cách nữ nhi của Bắc Thương Vương, làm sao có thể một chút bảo bối phòng thân cũng không có. Khi kiếm hắn chống đỡ ở mi tâm Bắc Thương Nguyệt, hắn cũng đã cảm nhận được một cỗ lực lượng khóa lại kiếm của hắn. Cỗ lực lượng này, không phải tới từ lão giả kia, mà đến từ bản thân Bắc Thương Nguyệt. Đương nhiên, nếu như hắn liều mạng, vẫn có niềm tin đánh chết Bắc Thương Nguyệt, chỉ có điều như vậy quá mất thì giờ. Hơn nữa lão giả âm thầm kia tất nhiên sẽ ra tay, thậm chí Bắc Thương Vương sẽ đích thân hiện thân. Dù sao nữ nhân kia là nữ nhi của hắn. Dùng cường giả như Bắc Thương Vương, khẳng định sẽ không ngồi nhìn nữ nhi của hắn ngủm. Mà hiện tại, việc cấp bách của hắn là di tích thánh nhân, sau đó đi thiên giới tìm tiểu thất cùng tử nhi, đương nhiên còn có một sự tình, hắn cũng muốn đi hỏi tiểu thất một chút, còn có biện pháp nào có thể phục sinh nhị tỷ hay không. Bởi vậy, thời điểm lão giả kia quyết định dàn xếp ổn thỏa, Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Được chỗ tốt thì thu tay, một lát sau, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại, ở phía trước hai người là một cổ thành. Thành vô cùng cổ lão, nhưng bảo tồn rất tốt, cả tòa thành không lớn, nhỏ hơn Bắc Thương Thành rất nhiều, nhưng thành này cho Dương Diệp cảm giác, so với Bắc Thương Thành cho hắn cảm giác còn muốn rung động. Bởi vì thành này huyền không, mà thành này, không hề dựa vào trận pháp gì huyền không, mà dựa vào một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy hơi dài, dài khoảng 3 trượng, dài hơn kiếm bình thường mười mấy lần. Chuôi kiếm chống đỡ trên mặt đất, mà đỉnh kiếm thì chống ở vị trí trung tâm của thành trì. Một thanh kiếm chống cả tòa thành. Đó là kiếm gì? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói khẽ. Dương Diệp cẩn thận quan sát kiếm kia, kiếm rất bình thường đến không có bất kỳ địa phương xuất sắc nào. Nhưng Dương Diệp minh bạch, có nhiều thứ, giản lược mà không đơn giản, bình thường mà không phàm trần. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía cửa thành, trên cửa thành có khắc 3 chữ, Thiên Cư Thành. Đi thôi. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Nam Tư Âm đi vào trong thành, kiến trúc cực nhỏ, tăng thêm trời u u ám ám, điều này làm cho trong thành xem ra có vẻ hơi hoang vu âm trầm. Hai người đi thẳng đến chủ điện trong thành, khi bọn hắn đi vào chủ điện, hai người phát hiện, lúc này chủ điện đã tụ tập rất nhiều người. Nhưng sắc mặt mọi người đều có chút không dễ coi. Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn lại trong điện, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Thành trống không? Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Đúng là con mẹ nó vô nghĩa, dĩ nhiên là một tòa thành trống. Thành trống. Dương Diệp cau mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, thành này không có đơn giản như vậy. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều người bắt đầu rút lui khỏi chủ điện, những người này cũng không hề rời đi, mà núp trong bóng tối quan sát. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta đi trước. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, đi theo Dương Diệp tới một xó xỉnh không người. Trong góc, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực của mình. Tiểu gia hỏa, đi ra. Mặt mũi Nam Tư Âm tràn đầy nghi hoặc. Ngay lúc này, bạch quang lóe lên, một tiểu gia hỏa tròn vo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu tử này dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch, hai mắt Nam Tư Âm lập tức phát sáng, thò tay đi sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm, sau đó duỗi ra một cái tiểu chảo chặn tay nàng. Cự tuyệt! Tiểu Bạch nàng không phải là người nào cũng có thể động vào. Nam Tư Âm! Lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu gia hỏa, tìm nhìn ở đâu có bảo bối. Muốn nói tầm bảo, Tiểu Bạch tuyệt đối là thứ nhất. Không có bảo bối gì có thể tránh được cái mũi của nàng. Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nàng chỉ bên phải. Chỗ đó, chính là phương hướng chủ điện trước kia. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch đi về bên kia, Nam Tư Âm vội vàng theo tới, sau đó nói. Này, người mua tiểu gia hỏa này ở đâu? Ta cũng muốn đi mua một cái. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói. Không phải mua. Không phải mua. Nam Tư Âm sửng sốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Là nhặt. Nhặt chỗ nào, ta cũng đi nhặt một cái. Nam Tư Âm thốt ra. Khóe miệng Dương Diệp co giật, hắn không có để ý Nam Tư Âm, ôm Tiểu Bạch bước nhanh về phía chủ điện. Rất nhanh,
Dương Diệp và Nam Tư Âm còn có Tiểu Bạch lần nữa đi tới chủ điện. Mà giờ khắc này, chủ điện đã không có người nào. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trong ngực, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng chuyển cái đầu nhỏ quan sát bốn phía một chút, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên vách tường đại điện. Dương Diệp và Nam Tư Âm cũng nhìn về phía vách tường kia, trên vách tường, bóng loáng như gương, không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên vách tường, ở dưới Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn chăm chú, hữu chảo của Tiểu Bạch đột nhiên nắm lại, hai mắt nàng mở thật to, sau đó nàng dùng nắm tay nhỏ đánh vào trên vách tường. Nắm đấm rơi ở trên vách tường, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn quả đấm của mình, sau đó lại đánh một quyền. Vẫn không có động tĩnh. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chỉ vách tường, lại huy vũ quả đấm của mình, hình như là đang hỏi vì cái gì. Thần sắc của Dương Diệp hơi có chút lúng túng, hắn do dự một chút, sau đó nói. Quả đấm của ngươi quá nhỏ. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng nhìn nhìn quả đấm của mình, cuối cùng nàng nhếch miệng cười cười, sau đó tay khẽ vẫy, lập tức, kiếm trong tay Dương Diệp bay đến móng vuốt của nàng, hai cái móng nhỏ ôm kiếm, quay người bổ về phía vách tường. Một kiếm rơi xuống, cả đại điện lập tức rung động kịch liệt. Tiểu Bạch nhìn chung quanh, sau đó vội vàng thối lui đến trên vai của Dương Diệp, nàng cũng tò mò nhìn chằm chằm vào vách tường kia. Bởi vì chung quanh rung rung, lập tức kinh động đến vô số người trong thành, rất nhanh, trong điện tụ tập không dưới mấy chục người, còn có rất nhiều người đang nhanh chóng chạy đến. Ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vách tường xuất hiện một kẽ hở. Thời gian dần trôi qua, vách tường rách càng lúc càng lớn, rất nhanh, một con đường lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, vô số người hai mắt lửa nóng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh trực tiếp tiến vào trong lối đi kia. Đã có người thứ nhất, rất nhanh thì có người thứ hai. Không đến một hồi, trong tràng chỉ còn lại Dương Diệp và Nam Tư Âm, còn có Tiểu Bạch. Sao không đi vào trước? Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thánh nhân truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy sao? L. Nam Tư Âm nói. Ngươi nói là có nguy hiểm. Dương Diệp nói. Không biết, nhưng khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đi Thô Chi, chúng ta đi vào xem. Tiến vào thông đạo, lại có động thiên khác. Ở trước mặt hai người là một khu rừng trúc, cuối tầm mắt đều là rừng trúc. K. Không thể bay. Nam Tư Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói. Có sức mạnh thần bí. Vậy đi. Dương Diệp nói. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, rừng trúc rất lớn, rất dài. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện ba cỗ thi thể. Toàn bộ đều là bị cây trúc đánh vào mi tâm mà chết. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đi thôi. Nam Tư Âm vừa định đi, đột nhiên rừng trúc ở bốn phía đột nhiên rung động, rất nhanh, hai cây trúc ở bên cạnh bọn hắn đột nhiên từ mặt đất dựng lên, sau đó bay thẳng đến bọn hắn. Ngay thời điểm Nam Tư Âm định ra tay, đột nhiên hai cây trúc trực tiếp vỡ ra, nháy mắt, hai đạo ngân quang từ trong đó bắn nhanh như điện, tốc độ cực nhanh, Nam Tư Âm còn chưa kịp phản ứng, hai đạo ngân quang đã tới mi tâm nàng. Đã xong. Đây là ý nghĩ của Nam Tư Âm giờ phút này. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm chắn ở trước mi tâm Nam Tư Âm. Keng! Hai đạo ngân quang bị Dương Diệp đánh nát. Nhưng ngay lúc này, rừng trúc chung quanh hai người điên cuồng rung rung, sau một khắc, những cây trúc này vậy mà toàn bộ từ mặt đất bay lên. Tiểu tử, đây là vu thuật. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hậu Khanh. Đây là khống linh thuật, có thể khống vạn vật. Người thi triển hỏa hầu đã đạt tới thành thục, là một nhân vật, cẩn thận chút. Vu tộc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nháy mắt, kiếm trong tay của hắn đột nhiên quét ngang. Xùy. Kiếm quang qua, những cây trúc chung quanh hắn bị chém gãy. Nhưng mấy trăm đạo ngân quang như mưa rào kích xạ về phía hắn cùng với Nam Tư Âm. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra một bước, 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở chung quanh, sau một khắc, kiếm quang tung hoành. Những kiếm quang này tựa như một quang cầu khổng lồ bảo vệ hai người bọn họ. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, ước chừng hơn một khắc sau,
một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó phóng lên trời, sau đó kiếm quang kia bắn vào ở chỗ sâu trong rừng trúc. Ầm, rừng trúc trực tiếp nổ ra. Kiếm tu, một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp và Nam Tư Âm xuất hiện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng một nữ tử mặc váy quái dị, sở dĩ quái dị, là vì trên váy nữ tử vẽ một con dị thú dữ tợn, dị thú dương nanh múa vuốt, giống như nhắm người mà cắn. Nữ tử đi chân trần lơ lửng, cách mặt đất ước chừng tầm 10 cm, ở dưới chân, là một con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ. Phu tộc, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó giơ tay chém ra. Xuy, một đạo kiếm khí đi thẳng tới nữ tử trước mặt, nhưng nữ tử không có ra tay, con rắn nhỏ ở dưới chân nàng ngẩng đầu, sau một khắc, nó há mồm khẽ hấp, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị nó hấp vào trong bụng. Nhưng nó không có một chút sự tình, ngược lại còn lộ ra một tia mãn nguyện. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Thôn Linh Mãng. Lúc này Hậu Khanh nói. Tiểu tử, cái đồ chơi này thật không đơn giản, cẩn thận chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó Tiểu Trảo chỉ mình. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Ý tứ của Tiểu Bạch là, để cho nàng đến. Ngay thời điểm Dương Diệp ngây người, Tiểu Bạch đã ngồi ở trên một thanh kiếm chậm rãi bay qua. Chính xác là bay về phía con rắn kia. Ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên người con rắn, ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Giống như phát hiện món đồ chơi rất hay. Rất nhanh, Tiểu Bạch ngừng lại, tiếp đó nàng lấy ra một viên tiên tinh thạch nhét vào trước mặt của con rắn. Sau đó Tiểu Trảo chỉ mình quơ quơ, ý kia là, cùng ta lăn lộn đi. Nữ tử vu tộc. Cùng ta lăn lộn đi. Cái này là ý tử của Tiểu Bạch. Chứng kiến con rắn nhỏ bảy màu thôn phệ kiếm khí, ánh mắt Tiểu Bạch liền sáng. Bởi vì nàng cảm thấy này thật thần kỳ, dù sao. Nàng là không làm được. Thôn phệ linh khí, nàng ngược lại có thể, nhưng thôn phệ kiếm khí thì không được. Vui. Cứ việc chơi. Cái này là ý tưởng của Tiểu Bạch lúc đó. Sau đó nàng bắt đầu ngăn cản Dương Diệp ra tay, bởi vì nàng sợ Dương Diệp giết con ran kia. Trước mặt người ta thông đồng sủng vật của người khác, việc này, cũng chỉ Tiểu Bạch có thể làm được. Nhưng lại làm lẽ thẳng khí hùng như vậy. Con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ nhìn thoáng qua tiên tinh thạch trước mặt, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nó không có công kích Tiểu Bạch, mà lắc đầu, cự tuyệt. Tiểu Bạch mở to mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Rất nhanh, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía nữ tử vu tộc kia, do dự một chút. Nàng lấy ra hai viên tiên tinh thạch thả ở trong không trung, sau đó chỉ con rắn nhỏ. Nữ tử vu tộc lạnh nhạt nói. Không bán. Tiểu Bạch không hề từ bỏ, Tiểu Trảo nàng lại lật, rất nhanh, hai quả cây xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Niết bàn quả. Bên cạnh Dương Diệp, trong mắt Nam Tư Âm hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi còn có niết bàn quả, thứ này xem như đồ tốt ha. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xa. Nữ tử vu tộc kia lần nữa lắc đầu. Không bán. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nàng thu trái cây cùng tiên tinh thạch vào, sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên người con rắn. Do dự một chút, Tiểu Trảo nàng muốn nắm con rắn nhỏ. Kéo tới trong tháp. Đây là ý của Tiểu Bạch, bởi vì phàm là đồ vật đến trong tháp, đều là của nàng. Dương Diệp tự nhiên rõ ràng ý đồ của Bạch Tiểu Bạch, vội vàng xuất hiện ở trước mặt ngăn trở Tiểu Bạch, sau đó nghiêm mặt nói. Làm người, phải giảng đạo lý, biết không? Giờ phút này, hắn quyết định phải hảo hảo dạy Tiểu Bạch, bằng không thì tiểu gia hỏa này quả thực muốn lật trời. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lắc đầu. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói. Con rắn kia là của người ta, đúng không? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Dương Diệp lại nói. Nếu là của người ta, vậy sao ngươi có thể đi cướp của người ta? Tiểu Bạch mở to mắt. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó Tiểu Trảo chỉ con rắn nhỏ, sau đó chỉ mình. Ý kia là, ta kéo nó vào trong tháp, nó liền là của ta rồi. Rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch, Dương Diệp đen mặt lại, lúc nào Tiểu Bạch học được suy luận cường đạo như thế. Dương Diệp sửa sang lại suy nghĩ, sau đó nói. Đồ đạc của người khác, thì là của người khác, chúng ta phải giảng đạo lý, hiểu không? Tiểu Trảo Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi gãi tay của Dương Diệp.
sau đó tiểu trảo của nàng nắm chắc thành quyền, bắt đầu quơ quơ. Đây là nói với Dương Diệp, người đã nói, quả đấm lớn liền có đạo lý. Dương Diệp. Không có cách nào giáo dục. Dương Diệp đau cả đầu, hắn véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, sau đó nói. Đi vào trước, sau này ta từ từ nói với ngươi. Tiểu Bạch có chút không tình nguyện nhìn thoáng qua con rắn nhỏ, nhưng nàng không có cưỡng đoạt. Nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, dùng trán của mình cọ cái mũi của hắn, sau đó thân hình lóe lên, đi vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử vu tộc kia, mà lúc này, nữ tử vu tộc đột nhiên nói. Ta ở trên người ngươi ngửi thấy được khí tức vu tộc. Khí tức vu tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, khó trách đối phương không động thủ, mà là ngửi được khí tức vu tộc trên người hắn. Chẳng qua là, hắn ẩn núp tốt như vậy, đối phương là làm sao phát hiện. Là thôn linh mãng kia. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Rắn này thông linh, vừa rồi ngươi xuất thủ, hẳn là nó cảm nhận được. Dương Diệp nhìn thoáng qua con rắn nhỏ, sau đó nhìn về phía nàng kia, đang muốn nói chuyện, lúc này Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Hắn là bán nhân bán vu. Bán nhân bán vu. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm, nữ nhân này làm cái quỷ gì? Nam Tư Âm lại nói. Trên người hắn không chỉ có huyết mạch vu tộc, tu luyện cũng là công pháp vu tộc. Nữ tử vu tộc kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm, nháy mắt, nàng quay người thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Vừa rồi nàng nhìn gì vậy? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm hỏi lại. Ngươi biết cái gì là bán nhân bán vu không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm nói. Là nhân tộc cùng vu tộc kết hợp, sinh ra hậu nhân chính là bán nhân bán vu, loại người này, nhân tộc không dung, ở vu tộc cũng bị xa lánh, rất đáng thương. Mặc kệ cái này, chúng ta đi nhanh đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Hai người tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, hai người đi ra rừng trúc, trên đường đi. Hai người Dương Diệp gặp được rất nhiều thi thể, những thi thể này, toàn bộ đều là nhân tộc. Hiển nhiên, đây là nữ tử vu tộc kia giết. Nếu như di tích thánh nhân ở nhân tộc, người của vu tộc đi, tương tự sẽ bị đối đãi như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm nói. Giữa hai tộc, chỉ cần có một cơ hội, thì sẽ ngươi giết ta, ta giết ngươi, sau này ngươi sẽ quen. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía trước bọn họ là một dãy núi. Dãy núi. Dương Diệp cau mày, làm sao tìm được di tích thánh nhân kia? Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức nghĩ tới Tiểu Bạch, hắn tranh thủ kêu Tiểu Bạch ra. Nhìn Tiểu Bạch, Dương Diệp cười tủm tỉm nói. Tiểu Bạch, mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Trảo vung múa. Rất nhanh, mặt Dương Diệp đen lại. Tiểu Bạch nói, bảo bối là của người khác. Không thể cầm loạn. Gia hỏa này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp đau cả đầu, dạy Tiểu Bạch như thế nào đây? Nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Bảo bối này với bảo bối vừa rồi kia của ngươi, không giống nhau, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lắc đầu. Dương Diệp đột nhiên bế Tiểu Bạch lên, sau đó nói. Dù sao sau này, ta nói đúng, là đúng. Ta nói sai, là sai, hiểu chưa? Tiểu Bạch. Dương Diệp vỗ mông nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Mau nhìn xem, ở đâu có bảo bối. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó cái mũi của nàng nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, Tiểu Trảo chỉ bên phải một cái, ở trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thấy là bảo bối tốt. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch chỉ. Đi. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trực tiếp kéo Nam Tư Âm thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, hai người không có gặp được người nào, hiển nhiên, bọn hắn đi con đường này là một địa phương vắng vẻ. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp và Nam Tư Âm ngừng lại. Vách núi rơi xuống càng ngày càng nhiều, rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Tư Âm. Màn sáng hình một cánh cửa. Cửa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi tới trước màn sáng, một kiếm đâm vào trên quầng sáng kia. Bành! Màn sáng khẽ run lên, nhưng một chút sự tình cũng không có.
Dương Diệp nhíu mày, chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trên quầng sáng. Bành! Màn sáng run lên lần nữa, nhưng một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp đang chuẩn bị dùng thánh kiếm của nhân quân, nhưng đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màn sáng. Ngay sau đó, tiểu chảo nàng muốn sờ màn sáng kia, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười cười, tiểu chảo nhẹ nhàng nhấn một cái. Khi tiểu chảo của nàng đè ở trên quầng sáng, màn sáng khẽ run lên, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Nam Tư Âm, màn sáng chậm rãi tách ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp và Nam Tư Âm nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Vì sao lại như vậy? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu chảo huy vũ. Cảm giác, năng lực diễn tả của Tiểu Bạch vẫn còn có chút kém, bất quá Dương Diệp vẫn biết ý tứ của nàng. Tiểu Bạch đối với nguy hiểm là cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần là thứ có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không dây vào. Mà vừa rồi, nàng cảm giác cái kia không hề nguy hiểm. Về phần tại sao nàng sờ một cái, màn sáng sẽ tách ra, cái này nàng không biết. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Chúng ta đi vào. Cẩn thận chút. Lúc này, Nam Tư Âm trầm giọng nói. Di tích thánh nhân, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm đi vào, còn Tiểu Bạch, nàng đã bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng vẫn là vào tháp an toàn một ít. Ngay thời điểm hai người muốn bước vào sơn động, đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, Nam Tư Âm ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía hắn, đang muốn nói, lúc này một giọng nói đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Hắc hắc, đã biết rõ đi theo ngươi khẳng định có thu hoạch, quả thật không sai, cảm tạ mang chúng ta tới vị trí di tích thánh nhân chân chính. Bọ ngựa bắt ve. Dương Diệp nắm kiếm trong tay, sau đó xoay người. Ở sau lưng bọn hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai nam một nữ. Thân thể ba người có chút quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa không có một chút chấn động, cho dù là Dương Diệp cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu trắng, nam tử xem ra tuổi rất trẻ, chỉ hơn 20, tóc dài đến eo, bất quá bị buộc thành một nhúm, không lộ vẻ mất trật tự. Trừ đó ra, ở trên người nam tử còn tản ra một cỗ khí tức thánh khiết. Nam tử nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Đa tạ huynh đệ dẫn đường, hiện tại huynh đệ có thể rời đi. Dương Diệp cười nhẹ, đang muốn nói, lúc này Nam Tư Âm ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Các hạ là Bách Lý Tiên. Trong mắt nam tử kia hiện lên vẻ khác biệt, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Tư Âm. Ngươi biết ta. Nhìn thấy nam tử thừa nhận, thần sắc của Nam Tư Âm lập tức ngưng trọng lên. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bách Lý Tiên. Một trong nhân tộc Lục Kiệt, nhân tộc một đời tuổi trẻ, có Nhất Vương, Nhị Đế, Tam Thánh, Lục Kiệt, những người này, đại biểu cho một đời tuổi trẻ của nhân tộc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại tăng thêm thanh âm. Người này rất mạnh, tuyệt đối không phải cường giả minh cảnh bình thường có thể so sánh. Xa xa, Bách Lý Tiên kia đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới, người biết còn rất nhiều, nhìn ngươi ăn nói, thân phận của ngươi hẳn cũng không tầm thường. Hẳn minh bạch thức thời mới là Tuấn Kiệt, cho nên là chính các ngươi đi, hay ta đưa các ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, còn tăng thêm thanh âm. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Nam Tư Âm sửng sốt. Dương Diệp cười nói. Ở chỗ chúng ta, ngươi biết ta đại biểu cái gì không? Cái gì? Nam Tư Âm vô ý thức hỏi. Dương Diệp nói. Ta đại biểu ba chữ, không thể gây. Nam Tư Âm. Lúc này Dương Diệp lại nói. Ở trong mắt Dương Diệp ta, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, chính là dùng để đạp. Nói xong, hắn nắm kiếm chậm rãi đi về phía đám người Bách Lý Tiên. Sau lưng, Nam Tư Âm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, trong mắt có sắc thái khác thường trước nay chưa có. Tự tin. Cùng Dương Diệp tiếp xúc đến nay, nàng phát hiện, Dương Diệp vô cùng tự tin, mặc kệ đối mặt ai, hắn đều rất tự tin. Phần tự tin này, để cho nàng lòng có xúc động. Trong ấn tượng của nàng, chỉ gặp qua một người, người nọ chính là người phụ thân nàng sùng bái. Cái kia đã từng một tay khởi động Nam Tư gia,
hơn nữa để cho Nam Tư gia có được thành tựu như hôm nay. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người Bách Lý Tiên, ngay lúc này, một nam tử bên cạnh Bách Lý Tiên đứng ra. Nam tử kia không nói gì, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô, sau một khắc, một cỗ sương mù màu đỏ từ trong đó phún ra, sương mù màu đỏ tựa như cự long dữ tợn bao phủ về phía Dương Diệp. Có cực độc. Một bên, nam tử âm kinh hô. Nhưng Dương Diệp không dừng bước lại, rất nhanh, sương mù màu đỏ kia bao phủ Dương Diệp lại. Sắc mặt nam tử âm đại biến. O-O-O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh vang lên. Rất nhanh, một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ xương đỏ, sau một khắc, một nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt nam tử kia, nháy mắt, một thanh kiếm chém xuống một cái. Trảm thiên bạt kiếm thuật. 70 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Đạo trảm thiên bạt kiếm thuật này, mặc dù không có kiếm vực gia trì, nhưng uy lực của nó thực đủ để hủy thiên diệt địa. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có môn đạo. Một kiếm này của Dương Diệp xuất hiện. Làm cho sắc mặt đám người Bách Lý Tiên biến đổi, đặc biệt là nam tử trước mặt Dương Diệp, giờ khắc này, đồng tử của hắn co rụt, đủ thấy một kiếm này của Dương Diệp cho hắn rung động lớn biết bao. Một kiếm này, tới rất nhanh, muốn tránh cũng không được. Bành! Kiếm rơi xuống, ở trong mắt của tất cả mọi người, nam tử kia bị chấn bay hơn mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, trong miệng liên tiếp phun mấy ngụm máu. Không chỉ như thế, cả người còn run run. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp thương tổn tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực nam tử, ở trước ngực hắn, có một đồ vật giống như tấm gương. Vừa rồi lực lượng một kiếm kia của hắn, phần lớn đều bị cái gương này thừa nhận. Dương Diệp cũng không có thu tay, muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên một đạo hắc ảnh quét ngang đến, tốc độ cực nhanh, khi hắn phản ứng lại, hắc ảnh đã tới trước mặt hắn. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát. Bành! Theo một tiếng nổ vang, hắc ảnh kia bay ngược quay về. Dương Diệp nhìn lại, bóng đen này là một cây roi. Mà chủ nhân của cây roi, đúng là của nữ tử bên cạnh Bách Lý Tiên. Dương Diệp liếc nhìn đối phương, sau đó cười nói. Ta nghĩ đám các ngươi muốn cùng ta một chọi một chứ. Nữ tử nhẹ nhàng múa roi trong tay, sau một khắc, roi trong tay nàng tựa như một con rắn độc kích bắn về phía Dương Diệp. Mà lúc này... Một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ bầu trời. Xuy, kiếm quang đi qua, cây roi bị một phân thành hai, sau một khắc, kiếm quang đi tới trước mặt nữ tử. Mà lúc này, trong tay nữ tử đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ, nháy mắt, hàn mang lóe lên, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị xé tan thành phấn. Nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay sau đó, một thanh kiếm chém xuống. Bành, kiếm rơi xuống. Nàng kia xuất hiện ở hơn 3.000 trượng, vừa dừng lại, tay phải từ trên bờ vai rơi xuống. Máu tươi phun. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía Bách Lý Tiên còn đang trầm mặc. Tới phiên người. Nói xong, Dương Diệp giơ tay liền chém một kiếm. Kiếm quang đến. Bách Lý Tiên đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, đạo kiếm quang kia của Dương Diệp trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Bách Lý Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ta ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại biến, còn có thể sống. Hắn không muốn để lại mạng của Dương Diệp, nhưng hắn không muốn ở chỗ này lãng phí sức lực. Đối thủ của hắn còn chưa xuất hiện. Không thể để cho hắn đi, lúc này nàng kia đột nhiên nói. Trên người hắn có sủng vật có thể tầm bảo, tiểu súc sinh kia có ích với chúng ta, nhất định phải. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử. Tiểu súc sinh. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nam tử âm nheo mắt, xong đời. Nữ tử bị Dương Diệp nhìn như vậy, trong lòng cũng run lên, đang muốn nói chuyện. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt nữ tử đại biến. Thời điểm Dương Diệp biến mất, Bách Lý Tiên cũng theo đó biến mất. Bành. Trong tràng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, ngay sau đó. Bách Lý Tiên về tới tại chỗ, ở trong tay hắn nhiều hơn một vết máu. Mà Dương Diệp thì đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia. Nữ tử tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chủy thủ trong tay mãnh liệt cắt ngang. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng Dương Diệp nhanh hơn, chuẩn hơn, ác hơn nàng. Kiếm quang lóe lên. Xùy. Một cái đầu lâu xinh đẹp bay lên không trung. Nhìn thấy một màn này,
sắc mặt của Bách Lý Tiên cách đó không xa lập tức âm trầm. Ngươi muốn chết! Thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay đánh Dương Diệp một chưởng. Ầm! Không gian chung quanh Dương Diệp run lên kịch liệt, nháy mắt, Dương Diệp bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy lui trăm trượng. Nhưng vừa dừng lại, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Bách Lý Tiên. Trong mắt Bách Lý Tiên hiện lên vẻ dữ tợn, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống một trường. Giờ khắc này, không gian ở trước mặt hắn như bị cái gì vượt lên, trực tiếp xuất hiện thủ ấn khổng lồ. Mà Dương Diệp thì về tới tại chỗ, bị lực lượng kia trấn về chỗ cũ. Dương Diệp nhìn trước ngực của mình, ở trước ngực hắn có một thủ ấn này là thông qua không gian trực tiếp truyền tới trước ngực hắn. Rất quỷ dị. Nếu như không phải thân thể hắn vô cùng cường hãn, vừa rồi một chưởng này, đủ để hắn trọng thương. Chết đi cho ta. Lúc này, Bách Lý Tiên bước ra một bước, sau đó cách không vỗ Dương Diệp một chưởng, Dương Diệp né người như chớp, vừa tránh ra, chỗ hắn đứng nhiều hơn một chưởng ấn. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau một khắc, đột nhiên thân hình hắn run lên, xuất hiện ở trước mặt Bách Lý Tiên, nháy mắt đâm ra một kiếm. Bách Lý Tiên cũng không có trốn tránh, mà vỗ ra một chưởng. Hiển nhiên, đối với lực lượng của mình có đầy đủ tự tin. Kiếm chưởng vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt, mà đúng lúc này, quanh người Bách Lý Tiên đột nhiên nhiều hơn 10 thanh khí kiếm. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành, những kiếm quang này trực tiếp bao phủ Dương Diệp cùng Bách Lý Tiên lại. Đột nhiên, một đạo cường quang từ trong những kiếm quang kia bừng lên, trong nháy mắt, những kiếm quang kia toàn bộ tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một nhân ảnh từ trong đó bay ra, người này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, xa xa, trên người Bách Lý Tiên nhiều hơn gần mấy chục vết kiếm thương, bất quá giờ phút này, ở đỉnh đầu hắn có một khe hở kim sắc. Vừa rồi, chính là khe hở kim sắc đánh lui hắn. Át chủ bài, nhiều vô số kể. Bách Lý Tiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Ngươi đoán. Trong mắt Bách Lý Tiên hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một vệt kim quang bắn về phía Dương Diệp. Đạo kim quang này, mảnh như lông châu. Đây là hiện tượng nhanh đến cực hạn. Dương Diệp cũng không có phản ứng kịp, bị kim quang này oanh trúng. Bành! Dương Diệp bị cỗ lực lượng này rung động đến hơn vạn trượng. Một bên, Nam Tư Âm ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, tay phải nàng chậm rãi nắm chắc, ở mi tâm xuất hiện một đóa hoa sen. Bất quá rất nhanh, đóa hoa sen này biến mất, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì Dương Diệp một chút việc cũng không có, cũng không phải nói một chút việc cũng không có, ít nhất sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng cái đó ra, trên người hắn không có bất kỳ tổn thương. Đối diện Dương Diệp, thần sắc của Bách Lý Tiên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, nhục thể của Dương Diệp vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nào chỉ mạnh, quả thật là khủng bố. Dương Diệp vỗ ngực mình nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi đi về phía Bách Lý Tiên, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong sơn động truyền đến. Tất cả vào đi. Tất cả mọi người sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt Bách Lý Tiên vui vẻ. Cơ duyên to lớn. Nhưng lúc này, Dương Diệp ở một bên đột nhiên nói. Chờ một lát, ta trước giết người cái đã. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Mọi người. Trước giết người. Người Dương Diệp muốn giết này, tự nhiên chính là Bách Lý Tiên. Ngay từ đầu, hắn để cho Tiểu Bạch phá vỡ bí mật trong đại điện kia, để cho tất cả mọi người tiến vào di tích thánh nhân chân chính. Đối với cái này, hắn không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng bây giờ, hắn để cho Tiểu Bạch tìm được địa phương có bảo bối, nhưng đám người Bách Lý Tiên còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, còn muốn ăn mảnh. Cái này để cho Dương Diệp cực kỳ khó chịu. Ngươi đã muốn ăn một mình, ta liền để cho ngươi ngay cả nước cũng không có uống. Chứng kiến Dương Diệp còn muốn xuất thủ, sắc mặt Bách Lý Tiên biến đổi, hắn không nghĩ tới, vị cường giả bên trong đã mở miệng, Dương Diệp còn muốn xuất thủ. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay Bách Lý Tiên chất chồng, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện, đồng tử của Bách Lý Tiên bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi,
đây là vực. Lời của hắn, đổi lấy là một kiếm của Dương Diệp. Trảm thiên bạt kiếm thuật, vẫn là trảm thiên bạt kiếm thiêu cật vừa rồi, nhưng uy lực đã xảy ra biến hóa về chất. Một kiếm rơi xuống. Xuy. Cả người Bách Lý Tiên lui về sau gần 10.000 trượng, hắn vừa dừng lại, Haki tay đột nhiên giãn nứt, nháy mắt, hai tay giãn nứt thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Một kiếm phế hai tay. Dương Diệp cũng không dừng tay, thân hình hắn run lên, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này kim quang trên đầu Bách Lý Tiên bay lên, rất nhanh, đạo kim quang kia hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay khẽ động, vung kiếm bay múa, đạo đạo kiếm quang bắn tung tóe ra. Rầm 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 rầm. Ở chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang vọng, cả vùng không gian điên cuồng rung động. Kiếm quang của Dương Diệp càng ngày càng ít, bản thân hắn thì không ngừng lui về phía sau. Cứ như vậy, Dương Diệp lui không sai biệt lắm ngàn trượng, những kiếm quang cùng kim quang kia toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Biến mất còn có Bách Lý Tiên cùng nam tử kia. Vừa rồi đạo kim quang kia, là thủ đoạn cuối cùng của Bách Lý Tiên, nhìn thấy kim quang của mình không cách nào đánh chết Dương Diệp, hắn quyết đoán lựa chọn lui lại. Nhìn thấy Bách Lý Tiên đào tẩu, Dương Diệp khẽ cau mày, bất quá không có đuổi theo, bởi vì lãng phí thời gian. Dương Diệp quay người nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Thực lực chân chính của ngươi mạnh bao nhiêu? Nam Tư Âm đột nhiên hỏi. Mỗi lần nàng cho rằng Dương Diệp đã dùng hết toàn lực, nhưng sự thật nói cho nàng biết, mỗi lần Dương Diệp đều có thể cho nàng kinh hỉ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói. Ngươi thì sao? Ta. Nam Tư Âm sửng sốt một chút, sau đó nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Một đường tới, Nam Tư Âm quá vô danh, ít xuất hiện đến làm cho người ta xem nhẹ sự hiện hữu của nàng, nhưng Dương Diệp một mực biết, nữ nhân này không đơn giản. Đại tiểu thư của một đại gia tộc, nếu như là một người đơn giản, như vậy gia tộc kia cũng không khỏi quá phế vật đi. Hai người tiến vào sơn động, nhưng không nói chuyện. Trong sơn động, không hề đen kịt, ở bốn phía tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Rất nhanh, hai người ngừng lại. Cách bọn họ không xa, ngồi xếp bằng một lão giả áo trắng. Lúc này, lão giả áo trắng mở mắt, hắn quan sát Dương Diệp và Nam Tư Âm một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, rất nhanh, lông mày hắn hơi nhíu. Sát ý, kiếm vực, nhiều loại vận mệnh nhân quả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo trắng, không cần phải nói, vị này là vị thánh nhân kia. Có thể một mắt thấy rõ ràng hắn, thật rất ít. Một lát sau, lão giả áo trắng lắc đầu. Có thể để cho ta trông thấy tiểu gia hỏa đưa ngươi tới đây không? Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng đánh giá bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lão giả, cuối cùng nàng bay đến trên bờ vai lão giả kia, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của lão giả. Rất thân thiết. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn rất ít chứng kiến Tiểu Bạch đối với một nhân loại thân thiết như thế. Lão giả áo trắng mỉm cười. Linh chủ, khó trách các ngươi có thể đi vào, nguyên lai là bởi vì nàng. Dương Diệp nói. Nguyên bản tiền bối không định cho người ta đi vào sao? Lão giả áo trắng lắc đầu. Tự nhiên không phải, bất quá ta muốn gặp là người thiện tâm, nhân nghĩa. Nghe vậy, Nam Tư Âm cười hì hì. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Thiện tâm, nhân nghĩa, Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống a. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, sau đó Tiểu Trảo huy vũ. Ý là, hắn là một người tốt. Lão giả mỉm cười. Tại sao ngươi lại đi theo hắn? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó thoáng một phát bay đến trên vai của Dương Diệp, nàng nhìn lão giả quơ Tiểu Trảo. Hắn rất tốt. Tiểu Bạch là nói Dương Diệp tốt. Cực kỳ tốt. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp vui không ngậm miệng được. Một lát sau, lão giả mỉm cười. Cũng phải, thế gian tốt hay xấu, đối với mỗi người mà nói không giống nhau. Người qua đây. Tiểu Bạch mở to mắt, vốn muốn đi, nhưng nàng nhìn về phía Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Tiểu Bạch không do dự, nàng bay đến trước mặt lão giả kia, tò mò quan sát lão giả. Lão giả đột nhiên vươn tay đặt ở trên đầu Tiểu Bạch, rất nhanh, một đạo khí tức sạch sắc bắn vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Đây là... Dương Diệp đột nhiên hỏi. Khí tức thánh nhân.
Ngay lúc này, Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm hít sâu một hơi, trong mắt có một tia hâm mộ. Ngươi biết khí tức thánh nhân có tác dụng gì không? Dương Diệp lắc đầu, Nam Tư Âm nói. Tác dụng rất nhiều, ví dụ như gia tăng tuổi thọ, một tia khí tức thánh nhân, gia tăng 100 năm tuổi thọ, có thể tẩy tinh phạt tủ ồ, cải biến tư chất một người. Trừ cái đó ra, người có được khí tức thánh nhân, vạn tà không thể dính vào, nói như thế, vu tộc có rất nhiều vu thuật, còn cóc một chút vu thuật tà ác, đối với tiểu gia hỏa này sẽ không hữu dụng. Trừ khi người thi triển thực lực tương đương thánh nhân, còn nữa, đột phá bất luận cảnh giới gì dưới thánh nhân, sẽ không xuất hiện tâm ma, sẽ không có bất kỳ tâm ma và chướng ngại. Nói đến đây, Nam Tư Âm lần nữa hít sâu một hơi, sau đó lại nói. Điểm trọng yếu nhất, chính là thánh nhân phù hộ. Thánh nhân phù hộ. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Người đạt được khí tức thánh nhân, thì đồng nghĩa với đạt được thánh nhân phù hộ. Đơn giản mà nói, tiểu gia hỏa kia có được thánh nhân một kích, người biết thánh nhân một kích này khủng bố đến mức nào không? Nói như vậy, tiểu gia hỏa này, bây giờ nàng có thể trực tiếp nháy mắt giết một cường giả minh cảnh lục đoạn. Cường giả trên minh cảnh nếu thừa nhận một kích này, không chết cũng sẽ trọng thương. Dương Diệp. Ông trời của ta. Lúc này, trong Hồng Mông Tháp xuất hiện một tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên này, là Hậu Khanh phát ra. Sau khi Tiểu Bạch có được năng lực này, sau này sẽ càng nghịch thiên. Phải nói là không thể đắc tội. Cùng Kỳ ở bên cạnh hắn cũng lắc đầu, cho Tiểu Bạch năng lực này, về sau hai người bọn họ phải sống trong sợ hãi. Dương Diệp thì cực kỳ hưng phấn. Tiểu Bạch đạt được lợi ích, so với hắn đạt được lợi ích còn để cho hắn hưng phấn. Một bên, Nam Tư Âm phức tạp nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Thật sự là gia hỏa được trời ưu ái. Lúc này lão giả thu tay về. Tiểu Bạch mở to mắt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn nhìn lão giả nhếch miệng cười cười. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể đạt được nàng đi theo, cái này chứng minh trong lòng ngươi vẫn có thiện niệm, tuy thiện này có thể là thiện niệm ích kỷ, nhưng ít ra thiện tâm không phai mờ. Bất quá, ngươi không cách nào đạt được truyền thừa của ta. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả mỉm cười. Bởi vì ngươi đã kế thừa đạo thống của người khác. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn không nghĩ tới, lão giả ngay cả cái này cũng nhìn ra. Lão giả cười cười. Tuy ngươi không thể kế thừa đạo thống của ta, nhưng quen biết tức là hữu duyên. Nói xong, đột nhiên hắn vẫy tay. Ngoài vạn lý, thanh kiếm nâng cả tòa thành đột nhiên run lên kịch liệt, nháy mắt, thanh kiếm kia trực tiếp phóng lên trời. Sau đó xuyên toa không gian, xuất hiện ở trong tay lão giả. Bất quá giờ phút này, kiếm này đã khôi phục lớn nhỏ bình thường. Kiếm biến mất, tòa thành kia lập tức rơi trên mặt đất, bất quá không hề hư hao. Lão giả nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Kiếm này đã từng là một bằng hữu của ta tạo thành, tên, Phá Linh. Phá Linh. Dương Diệp khó hiểu. Lão giả mỉm cười. Dùng thực lực của ngươi bây giờ. Tiếp xúc được bảo vật hẳn là đế giai, tiên giai, thần giai. Kiếm này, không thuộc về trong phạm vi đó, tác dụng của nó là chuyên môn phá linh, cũng chính là phá hư linh tính của thần vật. Bảo vật dưới thần giai cùng thần giai, nếu không có thánh nhân gia trì, kiếm này có thể một kiếm phá linh, làm cho bảo vật của đối phương mất đi linh tính, trở thành phàm vật. Thứ tốt, Dương Diệp mắt sáng rực lên, con người của Tiểu Bạch cũng phát sáng lên, từ khi nàng tu kiếm. Đối với kiếm cũng ưa thích không rời a. Tại sao kiếm này lại gãy? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão giả mỉm cười. Vạn vật đều có linh, phá linh, qua tổn hại thiên hòa, cho nên lúc ấy ta đoạn mũi kiếm của nó. Nhưng ta thật không ngờ, nó thiếu khuyết mũi kiếm, uy lực vẫn mạnh như vậy. Chỉ có điều, chỉ có thể phá thần vật thần giai cùng dưới thần giai. Nếu như nó khôi phục, cho dù là có thánh nhân gia trì, nó như trước có thể một kiếm phá nát. Đáng tiếc. Trong lòng Dương Diệp có chút đáng tiếc, bất quá cũng còn tốt, sau này có cơ hội để cho lục đinh thần hỏa đúc lại nha. Tiểu hữu, lão phu có yêu cầu quá đáng. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Tiền bối mời nói. Lão giả cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp. Kính xin lát nữa tiểu hữu đưa nhà đầu này trở về. Dương Diệp khó hiểu, Nam Tư Âm cũng không hiểu. Lúc này lão giả nói,
nếu như cửa mở, vậy thì đồng nghĩa với, đây là trời cao muốn lão phu biến mất khỏi thế gian này. Thời điểm biến mất, đạo thống của lão phu tự nhiên không thể đoán như vậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Nam Tư Âm. Nhà đầu, lấy được truyền thừa của ta, không thể làm việc nghịch thiên, không thể nghịch tâm giết người, không thể giết hại nhân tộc, người có nguyện ý hay không? Nam Tư Âm hít sâu một hơi, sau đó rung giọng nói. Ta nguyện ý. Lão giả cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại lão phu tỏa chấn, vạn người tránh lui, nhưng đợi tí nữa lão phu đi rồi, khả năng vô số người sẽ đến cướp lấy truyền thừa của nha đầu này. Tiểu hữu, có nguyện giúp đỡ lão phu tiễn đưa nàng đến nơi an toàn hay không? Dương Diệp nhìn kiếm trước mặt, thu chỗ tốt của người ta, hắn đương nhiên sẽ không lắc đầu. Nhân tình, là phải trả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Ánh mắt lão giả rơi vào trên người Nam Tư Âm. Nhà đầu có phải hiếu kỳ, vì sao ta truyền cho ngươi truyền thừa hay không? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Là có chút hiếu kỳ. Lão giả cười nói. Kỳ thật, hai người các ngươi không phải người lý tưởng ta chọn lựa. Nhưng nếu như các ngươi có thể tiến đến, cái kia đại biểu đây là trời cao lựa chọn. Có lẽ các ngươi đối với cái này xì mũi coi thường, nhưng đối với lão phu mà nói, có nhiều thứ, lão phu tin tưởng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, nhà đầu ngươi cũng không kém, tiên linh chi thể, lão phu cả đời này, cũng không quá đáng bái kiến mấy lần mà thôi, Nam Tư Âm khẽ cúi đầu. Nguyên lai tiền bối đã phát hiện. Cái gì là tiên linh chi thể? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói. Một loại thể chất đặc biệt. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng lão giả lắc đầu. Thời gian của ta không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, lão giả đột nhiên bay lên, đi tới đỉnh đầu của Nam Tư Âm, sau đó bàn tay đặt ở trên đầu của Nam Tư Âm. Một cỗ bạch khí tinh khiết giống như vỡ đê dũng mãnh vào trong cơ thể Nam Tư Âm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, khí tức trên người Nam Tư Âm bắt đầu điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, Nam Tư Âm từ minh cảnh nhất đoạn tăng lên tới minh cảnh nhị đoạn. Sau khi tăng lên tới nhị đoạn, cũng không có chấm dứt, khí tức của nàng còn đang điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, Nam Tư Âm từ minh cảnh tam đoạn tăng lên tới minh cảnh tứ đoạn. Mà khí tức của nàng vẫn còn không ngừng kéo lên. Một bên, Dương Diệp nhìn khóe miệng rút gân. Đây là đang ăn gian a. Cứ như vậy, Nam Tư Âm trong thời gian thật ngắn, trực tiếp từ minh cảnh nhất đoạn tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Đỉnh phong, trực tiếp từ nhất đoạn tăng lên tới ngũ đoạn. Nhưng khí tức trên người nàng vẫn còn không ngừng kéo lên. Chấn áp. Lúc này, lão giả đột nhiên nói. Nghe vậy, hai tay Nam Tư Âm đặt ở vị trí bụng, sau đó bắt đầu chấn áp khí tức của mình. Không thể tiếp tục tăng lên. Bởi vì tiếp tục tăng lên, căn cơ sẽ không ổn, giống như nhà cao không móng, ngày sau chỉ cần một cơn gió là có thể ngã. Ở dưới Nam Tư Âm chấn áp, khí tức của nàng càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng triệt để bình tĩnh, mà cảnh giới của nàng cũng ngừng lại ở minh cảnh ngũ đoạn. Minh cảnh ngũ đoạn. Bất quá, truyền thừa còn chưa kết thúc, lão giả truyền thừa cho Nam Tư Âm, không chỉ tu vi, còn có công pháp cùng với tất cả của mình. Những thứ này mới là thứ trọng yếu nhất. Một bên, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ lão giả cùng Nam Tư Âm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn ngập tò mò. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Truyền thừa, chính là về sau, vị tiểu tỷ tỷ này sẽ vô cùng lợi hại. Tiểu Bạch mở to mắt, đột nhiên nàng bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp, sau đó một cái móng vuốt nhỏ đè ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Ngay sau đó, nàng học lão giả kia hai mắt đóng lại. Rất nhanh, một cỗ linh khí tinh thuần từ trong tiểu trảo của nàng truyền ra, tuôn vào Dương Diệp. Dương Diệp. Thời điểm truyền linh khí cho Dương Diệp, Tiểu Bạch thỉnh thoảng mở ra một con mắt phụng trộm ngắm lão giả một cái, nhìn lão giả làm như thế nào. Về phần Dương Diệp cũng không có ngăn cản Tiểu Bạch, chỉ cần Tiểu Bạch cao hứng là được. Thời gian từng chút trôi qua, xa xa, trên trán Nam Tư Âm đột nhiên xuất hiện một ấn ký nho nhỏ màu trắng. Ấn ký hiện lên hình người. Mà lão giả áo trắng kia, thân thể càng ngày càng hư ảo. Dương Diệp khẽ cúi đầu, qua một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động, trầm mặc. Nơi đây đã bị người phát hiện. Kỳ thật cái này cũng bình thường, lúc trước Bách Lý Tiên kia đào tẩu, tăng thêm vừa rồi trên người lão giả tản mát ra khí tức tiết ra ngoài,
lúc này bên ngoài khả năng đã tụ tập vô số cường giả. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm, nữ nhân này đã lấy được cơ duyên to lớn, nhưng giờ khắc này cũng có thiên đại nguy hiểm. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão giả để cho hắn hỗ trợ bảo vệ nữ nhân này. Một lúc lâu sau, tay lão giả đột nhiên nới lỏng ra, Nam Tư Âm mở mắt, nàng nhìn về phía lão giả áo trắng, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Sư phụ! Sư phụ! Nghe hai chữ này, trong mắt lão giả có chút vui vẻ yên tâm. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta từ nhỏ tu luyện, cả đời vô thân vô cố, càng không có đồ đệ. Đến lúc tuổi già, đại nạn buông xuống, ta mới hiểu rõ một sự kiện. Tu luyện, dò xét vũ trụ chi mê, tăng thọ nguyên bản thân, lấy được lực lượng vô tận, nhưng thế gian này, vẫn có rất nhiều thứ còn tốt hơn tu luyện. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và Nam Tư Âm, sau đó cười nói. Trẻ tuổi, không cực hạn, tự nhiên phải xông vào một lần, nhưng nhất quyết không thể phụ lòng người bên cạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì. Nam Tư Âm nói, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lão giả cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta cả đời truyền thừa, không cách nào trong thời gian ngắn toàn bộ truyền cho nàng, thân thể nàng cũng không chịu nổi, cho nên sở học suốt đời của ta, còn có lý niệm toàn bộ phong ấn ở mi tâm nàng, đây là hạt giống truyền thừa. Đợi tí nữa sau khi ta đi, nhất định sẽ có người đến cướp lấy hạt giống truyền thừa, đến lúc đó, mong tiểu hữu hỗ trợ nha đầu này một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hết khả năng. Hắn cùng với Tiểu Bạch được lão nhân này nhiều chỗ tốt như vậy, đối phương yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bằng không thì cũng quá lang tâm cẩu phế đi. Lão giả cười nói. Mặc dù hiện tại nàng đã là minh cảnh ngũ đoạn, nhưng đây không phải nàng trực tiếp tu luyện lấy được, bởi vậy nàng còn không có thích ứng, tuyệt đối không thể ra tay, bằng không thì, vô cùng có khả năng bị cắn trả. Tóm lại, hết thảy dựa vào tiểu hữu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối đi thong thả. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, cái nhìn này, dường như thấy được ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, một lát sau, hắn đột nhiên nói. Tiểu hữu, trên người ngươi nhân quả quá nhiều, trong đó có một ít, lão phu cũng bất lực. Chỉ có thể tặng ngươi một lời, chớ quên ước nguyện ban đầu không thay đổi, phương đắc thủy chung. Nói xong, thân thể hắn dần dần hư ảo. Hai đầu gối Nam Tư Âm quỳ xuống đất, cúi đầu không nói. Rất nhanh, thân thể lão giả biến mất ở trong không trung. Trong chốc lát, sơn động của lão giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen giăng đầy, rất nhanh, mưa lớn như chút nước hạ xuống. Thánh nhân vẫn lạc. Lúc này, bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Sư tôn là một người tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cảm giác được, tất cả thánh nhân đều là người tốt sao? Nam Tư Âm lắc đầu. Mỗi người đối với người tốt định nghĩa bất đồng, thánh nhân nhân tộc ta, đối với tộc khác mà nói, chính là ác nhân, thánh nhân tộc khác, đối với nhân tộc ta mà nói, cũng chính là ác nhân. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúc mừng! Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó lấy ra một quyển trục bóp nát. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm nói. Lệnh triệu hoán khẩn cấp. Dương Diệp đang muốn nói, ngay lúc này, chân trời đột nhiên rung động, rất nhanh, hư ảnh một lão giả xuất hiện ở không trung, ánh mắt lão giả rơi vào trên người Nam Tư Âm. Nam Tư Âm, không biết có chuyện gì mà khởi động triệu hoán lệnh khẩn cấp. Nam Tư Âm nhìn lão giả. Để cho phụ thân ta cùng 12 hồn thị của Nam Tư gia tới đón ta. Cái gì? Lão giả giận tím mặt. Nam Tư Âm, ngươi nói đùa gì vậy, ngươi có biết? Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên khoát tay áo, sau đó nhìn lão giả. Ta đã đạt được thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa. Lão giả ngây cả người, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên trán của Nam Tư Âm. Khi nhìn thấy ấn ký kia, lão giả lập tức mừng rỡ như điên, hắn kích động rung giọng nói. Được, tốt, ta hiện tại lập tức. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một trung niên này cùng Nam Tư Âm có 6-7 phân giống nhau. Trung niên nhìn thoáng qua mi tâm của Nam Tư Âm, chứng kiến ấn ký kia, trong mắt trung niên hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cau mày. Bao lâu có thể tới? Nam Tư Âm nói. Trung niên trầm mặc một cái chớp mắt,
sau đó nói. Ba canh giờ. Nam Tư gia ở Nam Lân Châu, mà vị trí hiện tại của bọn hắn là ở Bắc Thương Châu Vu tộc. Quá xa. Ba canh giờ. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói. Hết khả năng. Đa tạ. Nam Tư Âm nói khẽ. Chân trời, ánh mắt trung niên kia cũng rơi vào trên người Dương Diệp. Nếu như tiểu hữu có thể giữ được tiểu nữ, trên dưới Nam Tư gia ta, mặc cho tiểu hữu phân phó một lần. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Những thứ này, đều là giả. Trung niên cũng không có nói gì, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt có một tia ưu sầu. Thời gian dần trôi qua, thân thể nam tử mờ đi. Không đến một hồi, trung niên hoàn toàn biến mất. Trong tràng, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Dương Diệp vuốt vuốt tiểu bạch trong ngực, sau đó nói. Ngoan, đi vào chơi đi, ta có chút việc phải làm. Tiểu bạch mở to mắt, sau đó nàng hôn trán của Dương Diệp, thân hình lóe lên, đi vào trong hồng mông tháp. Nàng biết, Dương Diệp muốn làm chính sự. Sau khi tiểu bạch tiến vào hồng mông tháp, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Ai tới trước? Ha ha! Ngay lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên, rất nhanh, một người xuất hiện ở cách Dương Diệp và Nam Tư Âm trăm trượng. Người này, đúng là Bách Lý Tiên. Bách Lý Tiên nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đừng nghĩ đến các ngươi đã lấy được thánh nhân truyền thừa, thì có thể sống ra ngoài, các ngươi chẳng qua là may áo cưới cho người khác mà thôi. Ha ha! Bởi vì Dương Diệp, để cho hắn không thể đi vào sơn động, này với Bách Lý Tiên mà nói, hắn bị mất một cơ duyên to lớn, có thể nghĩ, hắn là hận Dương Diệp bao nhiêu. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm sát na. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Trừ vô địch kiếm trận, đây là chiêu mạnh nhất của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp ra chiêu, sắc mặt Bách Lý Tiên đại biến, một cỗ kim quang từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Bành! Kim quang tản đi, nhưng bản thân Bách Lý Tiên thì bị chấn bay ra ngoài. Không trung, trong miệng Bách Lý Tiên không ngừng phun máu tươi. Nhưng ngay lúc này, lại một vệt kim quang ở trong kiếm vực lóe lên. Hai mắt Bách Lý Tiên trợn tròn, sau một khắc. Xùy! Đầu của Bách Lý Tiên trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Dương Diệp rơi vào bên cạnh đầu lâu của Bách Lý Tiên, thu kiếm, hắn chỉ Nam Tư Âm ở nơi xa, sau đó nói. Nữ nhân này, ta bảo vệ. Nữ nhân này, ta bảo vệ. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại có một lực uy hiếp không cho phép nghi ngờ. Dương Diệp biết, khi hắn đáp ứng hộ tống Nam Tư Âm trở về, hắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng hắn vẫn đáp ứng. Bất kể là hắn, hay Tiểu Bạch, đều được ân huệ rất lớn của thánh nhân, cái ân huệ này, tự nhiên phải trả. Trừ cái đó ra, hắn cùng với Nam Tư Âm cũng miễn cưỡng coi như bằng hữu. Loại chuyện thấy chết không cứu này, hắn tự nhiên là làm không được. Sau lưng Dương Diệp, ánh mắt của Nam Tư Âm một mực ở trên người hắn. Tự tin, bá đạo. Đây là nàng phát hiện ở trên người Dương Diệp. Nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là, giống như Dương Diệp không có gì sợ, hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Kỳ thật, với tư cách kiếm tu, nhiều khi trọng yếu nhất không phải thực lực, mà là tâm của ngươi. Nếu tâm có sợ hãi, coi như thực lực của ngươi cường đại, cũng là một cái kém cỏi. Nhiều khi, nguồn gốc của tự tin là từ thực lực. Nhưng cũng có nhiều khi, tự tin cùng thực lực không liên quan gì cả, người có thực lực, ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ kinh sợ. Bởi vì hắn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, kiếm có trói buộc, không dám tùy tâm xuất kiếm. Nhưng Dương Diệp không có. Cho nên trên người Dương Diệp, có một loại khí thế vô địch không sợ hãi. Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Nếu cha ta muốn đi vào Vu tộc, tất nhiên sẽ kinh động cường giả Vu tộc, sau đó lọt vào cường giả Vu tộc ngăn cản, cho nên chúng ta nhất định phải ra Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái, dưới chân Nam Tư Âm đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm hư ảo, ngay thời điểm hắn cùng với Nam Tư Âm định ly khai, một cỗ khí tức kinh khủng từ đỉnh đầu hai người nghiền ép tới. Có người xuất thủ. Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện một cự thủ dài đến trăm trượng, cự thủ từ trong mây mà đến, lòng bàn tay bao phủ hắn cùng với Nam Tư Âm, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh,
cỗ lực lượng này chèn ép hắn cùng với Nam Tư Âm hô hấp ngừng lại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Một kiếm này, phảng phất như muốn đâm rách toàn bộ thiên địa. Kiếm quang ngút trời, trực tiếp xuyên qua cự thủ, cả cự thủ ầm ầm tiêu tán, hóa thành mảnh vỡ năng lượng đầy trời rơi xuống. Mà lúc này, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nam Tư Âm. Hắc y nhân nói, giao truyền thừa ra, ta lập tức rời đi. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay đâm một kiếm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt hắc y nhân. Mà lúc này, tay phải của hắc y nhân đột nhiên thò ra, trong tay là một tấm gương lớn chừng bàn tay, thời điểm kiếm quang của Dương Diệp này vào này trên gương, tấm gương khẽ run lên, nháy mắt, một đạo kiếm quang từ trong gương bắn nhanh ra, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Bắn ngược, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, hắn giơ kiếm bổ một phát, kiếm quang ở trước mặt hắn lập tức tiêu tán. Lúc này, hắc y nhân kia lại nói. Nam tư cô nương, tại hạ cũng không có ý tứ đối địch với nam tư gia. Lưu lại truyền thừa, nam tư cô nương có thể tự rời đi. Nam tư âm lạnh nhạt nói. Các hạ đã đối địch với nam tư gia ta rồi. Hắc y nhân trầm mặc, sau một lát, đột nhiên hắn nhìn Dương Diệp. Các hạ thực lực không tầm thường, nghĩ đến không phải phàm nhân, nhưng các hạ cũng biết, có bao nhiêu người ngấp nghé thánh nhân truyền thừa này. Các hạ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Tương lai nhất định là bá chủ một phương, cần gì giao tánh mạng của mình ở chỗ này. Dương Diệp cười nói. Kỳ thật, lời có thể không cần nói nhiều. Nếu như các hạ muốn cướp truyền thừa, vậy thì trực tiếp ra tay đi. Hắc y nhân trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp rút kiếm chét một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, hắc y nhân về tới vị trí cũ. Mà Dương Diệp cũng lui về sau mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, hắc y nhân kia lần nữa biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp, ngay sau đó, một độc thủ vỗ về phía đầu của hắn. Một trường này rơi xuống, không gian chung quanh Dương Diệp bị lực lượng cường đại trong đó đè ép biến hình nghiêm trọng, có thể thấy được lực lượng lớn bao nhiêu. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Kiếm đến. Thanh âm rơi xuống. Mười chuôi khí kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, nháy mắt, mười đạo kiếm quang bao phủ Dương Diệp cùng hắc y nhân kia. Trong tràng, kiếm quang răng khắp nơi. Cách đó không xa, Nam Tư Âm gắt gao nhìn chằm chằm kiếm quang. Ầm. Đột nhiên, kiếm quang nổ ra, nháy mắt, một đạo hắc ảnh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Nam Tư Âm lập tức buông lỏng. Xa xa, thời điểm bóng đen kia bay ra ngoài. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Cận thân giao thủ. Đây là mục đích của Dương Diệp, hắn không có thi triển kiếm vực, càng không có thi triển nhất kiếm sát na hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật, bởi vì tiêu hao quá lớn. Cái tiêu hao này, không chỉ là tiêu hao huyền khí, còn tiêu hao thân thể. Tuy hắn có tiên tinh thạch, có thể khôi phục huyền khí nhanh chóng, nhưng phải biết tình cảnh của hắn bây giờ. Khả năng trong một chút xíu thời gian khôi phục huyền khí ấy, hắn cùng với Nam Tư Âm đã không còn mạng. Hắn nhất định phải dùng giá thấp nhất kích giết địch nhân. Lúc này đây, hắn muốn đánh là một cuộc chiến lâu dài. Hắc y nhân hiển nhiên cũng không phải cường giả bình thường, nhưng cùng Dương Diệp cận thân, cơn ác mộng của hắn đã đến. Dương Diệp cận thân quả thực kinh khủng dọa người, mỗi một kiếm đều cực kỳ xảo trá, đáng sợ nhất là lực lượng của hắn, lực lượng kia, cho dù là yêu thú chân cảnh lục đoạn cũng kém xa. Lần lượt rút lui. Sau khi bị Dương Diệp cận thân, hắc y nhân lần lượt rút lui, hoàn toàn bị áp chế, chèn ép gắt gao. Bành! Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ, nháy mắt, hắc y nhân bay ra ngoài. Thời điểm hắc y nhân bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên bấm tay điểm một cái, một điểm này, không gian trước mặt hắc y nhân vỡ ra, nháy mắt, một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp đánh vào trên người hắc y nhân. Bành! U! Hắc y nhân bị oanh đã đến hơn mấy ngàn trượng. Mà vừa rơi xuống đất, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nháy mắt, một đạo kiếm quang hung ác chạm xuống, tuy bị Dương Diệp đánh trọng thương, nhưng hắc y nhân hiển nhiên sẽ không thúc thủ chịu chết, một tấm gương đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nháy mắt, một vệt kim quang từ trong gương bắn ra. Ầm. Bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp bị kim quang đánh bay, bất quá vừa lùi lại trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại,
quần áo trước ngực hắn vỡ vụn, nhưng thân thể không có chuyện gì. Thân thể. Dương Diệp còn có một nơi khủng bố, cái kia chính là thân thể. Xa xa, hắc y nhân kia khó có thể tin nói. Làm sao có thể, ngươi? Lúc này, thanh âm của hắc y nhân im bặt, bởi vì kiếm quang đã tới. Một kiếm rơi xuống. Tấm gương trong tay hắc y nhân kia đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, nhưng hắn không có phát hiện, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Phá linh. Kiếm của Dương Diệp đổi thành phá linh kiếm. Một kiếm rơi xuống. Ầm. Tấm gương kia bộc phát ra kim quang ở thời điểm gặp được phá linh kiếm, tựa như tuyết gặp dầu sôi, lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Kiếm rơi xuống, tấm gương kia nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Nhưng kiếm không có ngừng. Không. Trong tràng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng rất nhanh, thanh âm im bặt. Xuy. Một kiếm rơi xuống, thân thể hắc y nhân kia tách ra. Ngũ tạng và máu tươi vung vãi, huyết tinh đến cực điểm. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhìn thi thể trước mắt, trong thần sắc Dương Diệp mang theo vẻ ngưng trọng. Mạnh mẽ. Tuy hắn đánh chết hắc y nhân, nhưng cái này không có nghĩa là thực lực của hắc y nhân kém, trái lại. Thực lực đối phương còn rất mạnh. Mà hắn biết, người sau đó khẳng định chỉ biết càng ngày càng mạnh. Hắc y nhân cũng không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Kiếm thu, Đu Uông Diệp quay người nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có ngự kiếm phi hành, mà cùng Nam Tư Âm chậm rãi đi tới. Lúc trước mặc dù hắn không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng cũng có tiêu hao. Bởi vậy vừa rồi hắn dùng một viên tiên tinh thạch, không chỉ như thế, giờ phút này hắn còn đang lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị nhục thể của mình. Mới vừa rồi bị tấm gương kia oanh trúng, tuy với hắn mà nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng không phải không hề bị gì. Tóm lại, hắn cần phải thời khắc bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Hai người đi cũng không nhanh, phải nói rất chậm, ấn theo tốc độ này, phỏng chừng một tháng cũng không đi ra vu tộc. Cũng chính vì vậy. Người trong bóng tối cũng không vội ra tay. Mà nếu như hai người Dương Diệp ngự kiếm, như vậy sớm đã có người xuất thủ. Đây cũng chính là mục đích của Dương Diệp. Chúng ta có thể ra vô tộc sao? Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai. Không phải quá chắc chắn. Lại nói, nếu cha của ngươi tới, ngươi xác định hắn có thể mang theo ngươi trở về. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Đi cùng hắn. Nhất định là 12 hồn thị của Nam Tư gia ta, nói không chừng còn có một chút lão gia hỏa bế quan. Tóm lại, nếu bọn hắn đến, trừ khi vu tổ hiện thân, hoặc thánh nhân khác xuất hiện, bằng không thì chúng ta khẳng định có thể trở về. Dương Diệp nói, xem ra cha của ngươi rất lợi hại. Nam Tư Âm cười nói, hắn rất lợi hại, vừa rồi hắc y nhân kia, hắn tiện tay có thể giết 10 cái. Dương Diệp mặt đen lại, nữ nhân này. Nói chuyện như thế được sao? Lúc này, Nam Tư Âm ngượng ngập cười cười. Kỳ thật ngươi cũng rất lợi hại, chờ ngươi đến tuổi như cha ta, nói không chừng còn mạnh hơn hắn. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, ngay lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, mặt đất đột nhiên tách ra, một cánh tay đen nhánh từ trong mặt đất đưa ra ngoài. Cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Nam Tư Âm, cánh tay kia đè mặt đất xuống, sau đó một cái đầu chui ra. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chét một phát. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang bay thẳng đến cái đầu kia. Mà đúng lúc này, cái đầu kia đột nhiên mở mắt, sau một khắc, một bàn tay màu đen trực tiếp nắm kiếm quang của Dương Diệp. Bắt được. Lấy tay bắt kiếm quang. Cái đầu kia đối với Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó tay phải mãnh liệt dùng sức bành. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức tiêu tán. Rất nhanh, nam tử này từ dưới nền đất bò ra. Không thể không nói, tướng mạo của nam tử cực kỳ xấu xí, đầu hình thù kỳ lạ quái dị, ngũ quan không giống như nhân dạng, trừ cái đó ra, hai tay hai chân của hắn khô héo như thây khô. Quen biết không? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm lắc đầu. Đợi tí nữa sẽ biết. Lúc này, ánh mắt nam tử kia đã rơi vào trên người Nam Tư Âm, không ngừng quan sát nàng. Chậc chậc, thật sự là xinh đẹp, đợi tí nữa cưỡi lên, tư vị kia khẳng định rất thoải mái, ha ha.
Nghe được nam tử ô ngôn uế ngữ, lông mày của nam tư âm không khỏi nhíu lại, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo không che giấu chút nào. Lúc này nam tử kia cười hắc hắc nói. Ta thích những nữ nhân cao cao tại thượng như các ngươi, nhìn các ngươi ở dưới háng lão tử. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Gia hỏa nào quần lót không cài chốt, để gia hỏa này sổng ra mất mặt xấu hổ. Phốc phốc, nghe được lời của Dương Diệp, nam tử âm nguyên bản trao mày lập tức nở nụ cười. Mà nam tử xa xa kia thì sắc mặt dữ tợn, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước nam tử kia. Nói thật, lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi đi ra chọc người khác ghét là ngươi không phải. Tự tìm cái chết. Nam tử kia gầm lên giận dữ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp, sau đó một chưởng oanh tới. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, lông mày của nam tử âm lập tức nhíu lại, nàng thật không ngờ, tốc độ của nam tử này lại tới trình độ Dương Diệp cũng không kịp phản ứng. Xa xa, khóe miệng nam tử kia nổi lên vẻ chế nhạo. Cái rác rưởi gì, ta? Nói đến đây, thanh âm hắn im bặt mà dừng, bởi vì nơi xa Dương Diệp một chút việc cũng không có. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, không thể không nói, tốc độ của nam tử rất được, nhưng đáng tiếc, lực lượng quá kém. Lực lượng này, so với hắc y nhân trước kia chênh lệch rất nhiều, bất quá tốc độ thì hơn xa. Không có cùng nam tử nói nhiều, chân phải Dương Diệp đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Thời điểm Dương Diệp biến mất, nam tử kia cũng biến mất theo. Rất nhanh, trong tràng yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp đứng ở chỗ của nam tử, mà nam tử kia thì đứng ở chỗ của Dương Diệp. Vị trí của hai người hoán đổi. Nam tử cười khẩy nói. Cùng lão tử so tốc độ, người đi về tu luyện vài năm. Ngay lúc này, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm Dương Diệp biến mất, nam tử cũng biến mất. Nhưng khi hắn di động, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thời điểm Dương Diệp dừng lại, sắc mặt nam tử đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ở dưới cỗ lực lượng này bao phủ, tốc độ của hắn trở nên chậm, càng ngày càng chậm. Bị áp chế rồi. Trong nội tâm nam tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ của mình vậy mà bị áp chế. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau một khắc, một thanh kiếm chạm xuống. Vạn huynh cứu ta! Nam tử đột nhiên lớn tiếng hô hoán, mà lúc này, một đạo hắc quang từ xa xa bắn đến, tốc độ hắc quang cực nhanh, mục tiêu của nó đúng là phía sau lưng của Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản hắc quang, mặc cho hắc quang đánh vào trên lưng hắn. Bành! Xuy! Thời điểm hắc quang đánh vào sau lưng Dương Diệp, nam tử trước mặt bị Dương Diệp tách ra, nhưng Dương Diệp cũng bị đạo hắc quang này đánh bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp ngừng lại. Giờ phút này, ở sau lưng hắn có một thủ ấn đen nhánh. Dương Diệp xoay người nhìn, ở phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử mặc một bộ trường bào kim hắc, xem ra chỉ 25 tuổi, tuổi rất trẻ. Đáng giá nhắc tới là, con mắt nam tử màu tím đen. Là ma tộc. Lúc này, nam tư âm đột nhiên nói. Ma tộc. Dương Diệp quan sát nam tử kia, sau khi đi vào đại thiên thế giới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người của ma tộc. Nam tử ma tộc kia quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói. Xem ra, các hạ so với ta nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Theo ta được biết, trong cường giả thiên tài nhân tộc, tựa hồ không có các hạ. Dương Diệp nói. Sau này có rồi. Nam tử ma tộc cười nói. Cũng phải. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nam tư âm, sau đó nói. Không nghĩ tới, thánh nhân truyền thừa rơi vào trong tay tư âm tiểu thư, nhưng đáng tiếc, nam tư gia đã định trước không có thánh nhân truyền nhân. Nam tư âm nói. Các hạ hẳn là vạn không yên của ma tộc. Nam tử nhẹ gật đầu. Phải, ân, nếu như tư âm cô nương muốn cầm nam tư gia đến uy hiếp ta, thứ cho ta nói thẳng. Mặc dù nam tư gia ở nhân tộc thuộc về đại tộc, nhưng ở ma tộc ta, ít nhất đối với vạn không gia ta mà nói, không có uy hiếp gì. Nói đến đây, vạn không yên cười cười, sau đó lại nói. Đương nhiên, vạn không gia ta cũng không muốn vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch, như vậy đi, tư âm cô nương, ngươi lưu lại hạt giống truyền thừa, sau đó các ngươi bình yên rời đi, chúng ta tất cả đều vui vẻ,
như thế nào? Nam Tư Âm đang muốn nói, ngay lúc này, Vạn Không Yên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta thiếu chút nữa quên mất sự hiện hữu của hắn, nghĩ đến hiện tại có quyền phát ngôn nhất là hắn a. Như vậy đi, đợi ta giải quyết hắn xong, lại nói cũng không muộn. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Giải quyết ta. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Như thế nào? Vạn Không Yên nói. Dương Diệp cười nói. Nói thật, loại tạp mao như ngươi, ta đánh 10 cái cũng không có vấn đề. 10 cái. Vạn Không Yên cười ha hả, nở nụ cười một lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đây là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất đời này ta nghe qua. Nói thật, đến cùng là cái gì để cho ngươi tự tin như thế? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ngươi không phải muốn biết thực lực chân thật của ta sao? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười cười. Bất quá đáng tiếc, ngươi không thấy được. Vì sao? Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp nói. Đánh loại này, ba thành lực lượng là được rồi. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vạn Không Yên. Ngay sau đó, một kiếm hung ác chạm xuống. Khóe miệng Vạn Không Yên hơi cuộn lên, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một đóa hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, hỏa diễm theo thân thể của Dương Diệp phụ thân vào trường kiếm. Hỏa kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp đã lâu chưa từng dùng đến Lục Đinh Thần Hỏa, nguyên nhân chủ yếu là vì theo thực lực của hắn tăng trưởng, hắn không cần ngoại vật cũng có thể đánh chết đối thủ của mình. Hắn không muốn thường xuyên dựa vào ngoại vật, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng ngoại vật. Thời điểm Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện, sắc mặt của Vạn Không Yên đại biến, sau một khắc, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, nháy mắt, trường thương mang theo một cỗ hắc quang phóng lên trời, đâm về phía kiếm trong tay Dương Diệp. Nhưng những hắc quang kia vừa đụng tới Lục Đinh Thần Hỏa liền tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Trường kiếm tiến nhanh xuống dưới. Ầm, kiếm rơi, không gian run lên kịch liệt, một cỗ sóng khí kinh khủng dùng hỏa diễm kiếm làm trung tâm, điên cuồng bắn ra tung tóe. Bành, ở trong sóng khí, đột nhiên truyền đến một tiếng rên, nháy mắt, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không phải Dương Diệp, mà là Vạn Không Yên. Dương Diệp cũng không có cho Vạn Không Yên cơ hội thở dốc, thời điểm đối phương bay ra, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Chém! Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo kiếm khí từ chân trời chém xuống, đạo kiếm khí này, phảng phất như sao băng từ tinh không mà đến, mang theo khí thế chảm thiên liệt địa. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Vạn Không Yên bị kiếm khí oanh đến hơn vạn trượng. Thời khắc này toàn thân Vạn Không Yên rạn nứt ra, không chỉ thân thể, ngay cả đầu cũng rạn nứt, dường như đồ sứ lọt vào trọng kích, vô cùng dữ tợn. Máu tươi lập tức bao phủ Vạn Không Yên. Nhưng Dương Diệp không có ngừng tay, giờ phút này hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Vạn Không Yên, Dương Diệp nhìn xuống phía dưới cười gằn nói. Thiên tài ma tộc, thiên tài ở trong mắt lão tử, chính là dùng để đạp. Nói xong, Dương Diệp nắm hỏa diễm kiếm hung ác chọc xuống. Đồng tử của Vạn Không Yên co rụt lại, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một chùm sáng màu đen từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, nhưng những hắc quang này gặp được ngọn lửa kia, lập tức hóa thành hư vô. Sau một khắc, xuỳ, một thanh kiếm từ đỉnh đầu của Vạn Không Yên cắm xuống. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, thân thể Vạn Không Yên cương cứng. Dương Diệp rơi vào sau lưng của Vạn Không Yên, tay phải hắn khẽ vẫy. Kiếm mang theo máu tươi trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Ta không phải nhằm vào ai, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chư vị ẩn nấp đều là rác rưởi, đừng lãng phí thời gian, toàn bộ cùng lên đi. Nam Tư Âm. Cùng tiến lên. Dương Diệp cố ý khích người trong bóng tối phẫn nộ, cũng không phải bởi vì hắn điên. Mà là trong mắt của hắn, thời điểm này, hắn càng thêm cường ngạnh. Đối với tình cảnh của hắn và Nam Tư Âm càng có lợi. Những người âm thầm kia, vô luận như thế nào cũng sẽ ra tay. Đã như vậy, chọc giận cùng không chọc giận, kết quả đều giống nhau. Bất quá, hắn chọc giận đối phương có một chỗ tốt, cái kia chính là, để cho những người âm thầm kia sợ ném chuột vỡ bình. Hắn biểu hiện càng thêm cường ngạnh, những người âm thầm kia lại càng kiêng kỵ. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Người trước mắt này,
mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người ra tay, hắn nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi, Nam Tư Âm khẽ gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Hai người tiếp tục đi ra ngoài vu tộc, bất quá giờ khắc này, hai người đi hơi nhanh. Nhưng đi không bao lâu, hai người ngừng lại. Ở trước mặt hai người không xa, xuất hiện một trung niên. Ánh mắt trung niên ở mi tâm của Nam Tư Âm dừng lại một chút, cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù là nói nhảm, nhưng vẫn muốn nói vài câu. Dùng thiên phú của các hạ, cả tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, các hạ cần gì cùng chết ở đây, đắc tội vô số người. Dương Diệp cười nói, các hạ có thể tu luyện đến hiện nay, cũng không dễ dàng, làm gì vì một cái gọi là truyền thừa mà vứt bỏ đầu của mình. Trung niên khẽ lắc đầu. Liều một cái, có lẽ vận mệnh sẽ cải biến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cũng được, vậy thì tới đi. Trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chư vị, người này không chết, chư vị đừng nghĩ thánh nhân truyền thừa kia. Mọi người ngươi phòng ta, ta phòng ngươi, riêng phần mình kiêng kỵ lẫn nhau, không bằng mọi người tạm thời liên thủ, giải quyết người này xong, chúng ta tại đến thương nghị thánh nhân truyền thừa, như thế nào? Không trung yên tĩnh. Lúc này, trung niên chuẩn bị nói chuyện, nhưng Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm khí hỏa diễm lóe lên. Những nơi kiếm khí hỏa diễm đi qua, không gian bị đốt hư ảo. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, sắc mặt trung niên kia biến đổi, được chứng kiến thực lực của Dương Diệp, hắn không dám chủ quan chút nào. Trong tay hắn xuất hiện một tấm thuẫn đen nhánh, trên tấm chắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chân phải trung niên đạp mạnh hư không, người nắm tấm thuẫn bắn nhanh ra, sau đó trực tiếp đụng ở trên kiếm khí hỏa diễm của Dương Diệp. Bành! Kiếm khí hỏa diễm của Dương Diệp bị đụng nát. Mà tốc độ của trung niên không giảm, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Lực áp bách. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng áp bách tiếp cận tiếng lòng, phảng phất như có một ngọn núi lớn đụng tới hắn. Dương Diệp đã có chuẩn bị tâm lý, đối phương kiến thức đến thực lực của hắn còn dám ra tay, đây nhất định không phải kẻ yếu. Không có suy nghĩ nhiều, thời điểm trung niên đi vào trước mặt hắn, kiếm trong tay Dương Diệp tựa như độc xà xuất kích đâm ra. Kiếm đâm tấm thuẫn. Bành. Một tiếng nổ vang vọng, không gian chung quanh Dương Diệp và trung niên run lên kịch liệt, sau đó hai người liên tục lùi lại. Nhưng trung niên kia vừa dừng lại, tấm thuẫn màu đen trong tay hắn trực tiếp rạn nứt ra. Phá linh kiếm, phá hết thảy linh tính. Nhìn thấy tấm thuẫn của mình rạn nứt, sắc mặt trung niên lập tức trầm xuống, đây chính là một bảo vật đế giai thượng phẩm, nhưng bị một kiếm đánh nứt. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất, sau một khắc, ở trong ánh mắt trung niên, một đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh chóng phóng đại. Hai mắt trung niên híp lại, trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn, sau một khắc, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Một cỗ khí tức màu xanh đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, hai đấm của hắn mãnh liệt oanh một cái. Một tiếng nổ vang lên. Đạo kiếm khí của Dương Diệp bị trung niên này hai quyền đánh thành hư vô, nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, sau một khắc, vài đạo kiếm khí bao phủ trung niên lại. Bành bành bành. Ở trong kiếm quang, truyền đến tiếng quyền cùng tiếng kiếm minh, ước chừng 10 hơi sau, một nhân ảnh từ trong kiếm quang kia bay ngược ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Nam Tư Âm thở dài một hơi. Bởi vì người này là trung niên kia. Sau khi Dương Diệp đánh bay trung niên kia, cũng không có dừng tay, mà thân hình run lên, bắn mạnh về phía trung niên. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ chân trời tấn công tới, cứng rắn bức Dương Diệp ngừng lại. Sau khi ngừng lại, Dương Diệp đưa tay chém một kiếm. Bành! Hắc ảnh bị Dương Diệp chấn bay ngược về. Mà lúc này, một nữ tử váy đen xuất hiện ở không trung, ngoại trừ nữ tử váy đen, trên không trung còn xuất hiện một thanh niên hoa bào, cùng với một hắc y nhân toàn thân bị áo đen bao phủ. Ở chân trời, nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn trung niên cách đó không xa. Liên thủ trước giết người này. Thanh âm rơi xuống, trên tay nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện một trường tiên màu đen, sau một khắc, trường tiên từ chân trời kích xạ về phía Dương Diệp, tựa như một tia chớp màu đen. Phía dưới, Dương Diệp đang muốn ra kiếm, đột nhiên trường tiên tăng vọt, hóa thành một cự mãng màu đen dài mấy trăm trượng, cự mãng dương miệng cắn đến Dương Diệp.
nhìn tư thế này, hiển nhiên là muốn nuốt sống Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không tránh không né, mặc cho cự mãng nuốt hắn, bất quá trong nháy mắt cự mãng nuốt Dương Diệp, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp xông ra, sau một khắc. Am! Cự mãng bốc cháy lên, qua trong giây lát đã hóa thành hư vô, nhìn thấy một màn này, lông mày của nữ tử váy đen lập tức nhíu lại. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt nàng, nhưng còn chưa tiếp xúc tới nữ tử váy đen, nam tử hoa bào ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, sau một khắc, từng đạo hàn quang nhỏ như lông châu bao phủ Dương Diệp. Cút! Trong hàn quang đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, nháy mắt, một đạo kiếm quang chấn nát hàn quang, tốc độ của kiếm quang không giảm, trực tiếp đánh về phía nam tử hoa bào kia. Bành! Nam tử hoa bào bị một kiếm này của Dương Diệp chấn lui hơn ngàn trượng. Nhưng thời điểm nam tử hoa bào bị đánh lui, nữ tử trước mặt Dương Diệp bay lên trời, hai tay kết một thủ ấn kỳ dị, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp rung động kịch liệt. Không gian nứt ra, nữ tử đột nhiên mở miệng. Thanh âm rơi xuống, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên tách ra, trong chốc lát, vô số quang nhận từ trong vết nứt không gian bắn ra, lập tức bao phủ Dương Diệp lại. Bành 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 bành, từng thanh âm lưỡi đao cắt thân thể vang lên. Cách đó không xa, hai đấm của nam tử âm chậm rãi nắm lại. Mấy tức sau, những quang nhận kia dần dần biến mất. Nhưng lông mày của nữ tử váy đen nhíu lại. Dương Diệp vẫn còn ở đó. Thời khắc này, quần áo toàn thân Dương Diệp bị cắt thành vô số mảnh, xuân quang ngoại tiết, trên người hắn cũng có thật nhiều ấn ký màu đỏ, nhưng không thấy máu. Dương Diệp dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một kích chí mệnh vừa rồi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người nữ tử váy đen có chút khó coi. Nguyên bản bọn hắn biết nhục thể của Dương Diệp cũng không tệ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhục thể của Dương Diệp không chỉ không tệ, mà là vô cùng khủng bố. Có thể đánh nhau, có thể chịu đựng. Xa xa, Dương Diệp đổi một bộ quần áo, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, trong nháy mắt, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Bất quá nữ tử váy đen hiển nhiên sớm có phòng bị chiêu này, bởi vì lúc trước Dương Diệp đã thi triển qua. Bởi vậy thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, không gian trước mặt nữ tử váy đen đột nhiên tầng tầng teo lại, cùng lúc đó, từng đạo hàn quang không ngừng bắn nhanh ra. Ầm! Một âm thanh nổ vang rung trời vang lên. Vùng không gian trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện khe hở đen kịt, đó là bị kiếm quang chém nát. Bất quá nữ tử váy đen cũng không có chuyện gì. Thời khắc này nàng đã lui về sau trọn vẹn mấy ngàn trượng. Vừa rồi Dương Diệp thi triển sát chiêu, bị nàng cứng rắn chống đỡ. Dương Diệp quan sát nữ tử một chút, sau đó nói. Có chút ý tứ, đến, tiếp tục đến. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay chém một phát. Lại là nhất kiếm sát na. Kiếm quang xuất hiện, nháy mắt liền đến. Đồng tử của nữ tử váy đen co rụt, sau một khắc, không gian chung quanh nàng lần nữa co lại. Hai hơi sau, nữ tử váy đen xuất hiện ở hơn mấy ngàn trượng, vừa dừng chân, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Tuy nàng chống được một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng lực lượng của một kiếm kia vẫn chấn nàng trọng thương. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Tiếp tục đến. Vừa nói liền muốn ra tay, nhưng lúc này, nữ tử váy đen kia đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay. Thanh âm rơi xuống, nam tử hoa bào và hắc y nhân ở bên cạnh nàng. Cùng với trung niên phía dưới đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ vọt về phía Dương Diệp. Một mình đấu biến thành quần ẩu. Nhìn thấy bốn người liên thủ, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười dữ tợn, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên mở đi. Ảm đạm. Trời tối xuống, sở dĩ tối xuống, đó là bởi vì vô số tinh quang đột nhiên từ tinh không xa xôi xuyên toa không gian đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Tinh thần hộ thể thuật. Dương Diệp cũng không có thi triển vô địch kiếm trận, đây là át chủ bài cuối cùng của hắn, át chủ bài sở dĩ gọi át chủ bài, đó là bởi vì không ai biết. Nếu như hắn ở chỗ này bại lộ lá bài tẩy này, ngày sau địch nhân của hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Tên địch nhân này, dĩ nhiên chính là Nhân Quân. Còn nữa, tuy mấy người trước mắt liên thủ, nhưng còn không đến mức bức hắn ra át chủ bài chân chính. Nhục thể của hắn có ba loại, loại thứ nhất là bất tử bá thể thuật của Vu tộc. Loại thứ hai chính là tinh thần hộ thể thuật, đây là tinh thần hộ thể thuật hắn cải tạo qua. Uy lực này, không thể nói vượt qua bất tử bá thể thuật,
nhưng tuyệt đối không kém bất tử bá thể thuật. Quan trọng nhất là, hai cái này có thể kết hợp. Hắn có thể kích hoạt tinh thần hộ thể, lại để cho nhục thể của mình biến thành càng khủng bố. Về phần loại thứ ba, cái kia chính là Phật gia kim thân pháp tướng, này đồng dạng là lá bài tẩy của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ. Vô số tinh quang từ tinh không xa xôi tụ đến, cuối cùng ồ di đều chui vào trong cơ thể của Dương Diệp, trong chốc lát, toàn thân Dương Diệp xuất hiện từng khối lân phiến óng ánh. Kể cả trong hai mắt của hắn cũng xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam. Mà lúc này, Trường Tiên trong tay nữ tử váy đen kia xuyên toa không gian, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có trốn tránh, mặc cho roi kia rút trên người hắn. KBA. Trong tràng lập tức vang lên thanh âm giòn giã, sau đó Trường Tiên màu đen bay ngược về tới trước mặt nữ tử váy đen. Trên người Dương Diệp che kín vảy màu xanh lam, ngay cả một ấn ký cũng không có. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người nữ tử váy đen vô cùng ngưng trọng. Giật mình. Kinh hãi. Giờ khắc này, trong mắt đám người nữ tử váy đen xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Phía dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới nữ tử váy đen. Giờ phút này đám người nữ tử váy đen cũng không có đường lui, bốn người tiếp tục vọt về phía Dương Diệp. Dùng một chọi bốn. Cảnh giới của Dương Diệp chỉ có chân cảnh lục đoạn, mà bốn người cùng hắn giao thủ, thấp nhất cũng là minh cảnh nhất đoạn, trong đó trung niên cùng nữ tử váy đen là minh cảnh nhị đoạn. Nhưng Dương Diệp trực tiếp đè nặng bốn người đánh. Trong lúc cùng bốn người giao thủ, Dương Diệp hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, hắn căn bản không cần phòng ngự, mặc cho bốn người công kích rơi ở trên người hắn. Thân thể hắn cứng rắn đối phó bốn người công kích, mà kiếm của hắn, chỉ cần đánh trúng một người, người nọ ít nhất phải trọng thương. Không có đường nào. Bốn người càng đánh càng vô lực. Thời gian dần trôi qua, bốn người đã có thoái ý. Bởi vì tiếp tục đánh tiếp, nhìn bộ dạng của Dương Diệp, hao tổn cũng có thể dây dưa chết bọn hắn. Cái thứ nhất đi trước là trung niên kia, sau hai lần không thể phá vỡ phòng ngự của Dương Diệp, trung niên quyết đoán lựa chọn rời đi. Tuy thánh nhân truyền thừa hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng nếu như một tia hy vọng cũng không có, còn muốn đi mạnh mẽ bắt lấy, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Thực lực của Dương Diệp làm cho đầu óc trung niên thanh tỉnh một chút, bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn đào tẩu. Trung niên đào tẩu, làm cho ba người nữ tử váy đen áp lực càng lớn. Đương nhiên, cũng làm cho ba người hạ quyết tâm. Rút lui. Đây là ba người làm ra quyết định. Bốn tức sau, Dương Diệp ngừng lại, mà giờ khắc này, trong chàng chỉ còn hắn cùng với Nam Tư Âm. Hắn cũng không đuổi theo bốn người kia, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Nam Tư Âm. Nếu như đuổi theo bốn người, như vậy những người khác sẽ rất đắc ý. Không có sao chứ. Lúc này Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra hai viên tiên tinh thạch nuốt vào. Kỳ thật là có chuyện, đừng nhìn vừa rồi bốn người kia không có phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lực lượng của bốn người là thật đã rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn toàn bộ nhận lấy những lực lượng kia, mặc dù không có trọng thương. Nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn nhận lấy tổn thất, chẳng qua không nguy hiểm đến tánh mạng mà thôi. Tinh thần hộ thể thuật, cũng không phải vô địch. Một canh giờ, lúc này Nam Tư Âm trầm giọng nói. Cha ta cùng cường giả gia tộc ta, còn có một canh giờ sẽ chạy tới bên ngoài Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi ra Vu tộc. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, một thanh khí kiếm rơi vào dưới chân Nam Tư Âm, sau một khắc. Hai người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, không có người ra tay ngăn cản. Dương Diệp và Nam Tư Âm đi tới cổ thành lúc trước bị một thanh kiếm chống lên, giờ phút này thành rơi xuống đất, kiếm đã không còn. Thành này không đơn giản. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ngươi để ta tới đây, hẳn không phải là vì nói những lời này à. Nam Tư Âm nói khẽ. Ngươi có biết vì sao sư tôn ta phải dùng kiếm kia đến chống đỡ tòa thành này không? Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm nói. Chân áp, ở trong tòa thành này có một thần vật này là một kiện tà khí, uy lực của nó cực lớn, sư tôn vì để tránh cho nó xuất thế tàn sát sinh linh, ở đây bày một đại trận chân áp nó. Mà kiếm trong tay ngươi, chính là một mắt trận chân áp tà khí. Tà khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành kia. Trong thành vô cùng an tĩnh, nhìn không ra bất kỳ dị thường gì.
Lúc này Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tà khí này đã sinh ra khí linh, đối với sư tôn nhất định là cực kỳ oán hận, nhưng sư tôn đã vẫn lạc, bởi vậy ngày sau tà khí này rất có thể sẽ tới tìm ta và ngươi báo thù. Dương Diệp nói, bây giờ có thể thu phục không? Nam Tư Âm lắc đầu. Chúng ta không ngăn được nó. Dương Diệp nhún vai, hắn mới không sợ tà khí gì kia, dù sao đến lúc đó nếu đối phương tới tìm hắn, vậy hắn liền trực tiếp kéo đối phương vào trong Hồng Mông Tháp. Tiến vào Hồng Mông Tháp, quản ngươi cái khí gì, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Đi thôi. Dương Diệp nói, Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, ngay thời điểm hai người vừa quay người rời đi, tòa thành kia đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trong thành chậm rãi bay lên, sau một khắc, ánh sáng màu đỏ ở trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Dương Diệp và Nam Tư Âm ra Lạc Ổ Cốc. Mà bây giờ, hai người muốn ra Vu Tộc, đi Đoạn Nhai Sơn. Bất quá thời điểm hai người muốn ly khai Vu Tộc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này bọn họ từng thấy, chính là nữ tử Vu Tộc lúc trước bọn hắn nhìn thấy ở rừng trúc. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử Vu Tộc kia, sau đó nói. Như thế nào? Ánh mắt nữ tử Vu Tộc rơi vào trên người Nam Tư Âm, sau một khắc, sắc mặt Nam Tư Âm đại biến, trong tai nàng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, toàn thân đột nhiên rung rung, mạch máu dưới da đột nhiên nhảy lên kịch liệt, phảng phất như muốn bạo liệt. Đây là khống huyết thuật. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hậu Khanh. Nhanh, lấy tay điểm mi tâm của nha đầu này, cùng với dưới bụng ba tấc. Nhanh. Nghe vậy, Dương Diệp không dám lười biếng, lập tức bấm tay điểm ở mi tâm Nam Tư Âm, mà tay phải thì tiếp tục điểm xuống dưới hạ thể, Dương Diệp có chút do dự. Dưới phần bụng ba tấc, vị trí này, thật sự là có chút lúng túng a. Nhanh, bằng không thì cô nàng này không chết cũng trọng thương. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, bấm tay điểm một cái, điểm vào vị trí kia của Nam Tư Âm. Trong nháy mắt, Nam Tư Âm nguyên bản rung động kịch liệt thân thể dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử đi chân trần, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, Vu thuật của Vu tộc, thật sự là có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử Vu tộc kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tại sao ngươi lại biết phương pháp phá giải khống huyết thuật? Dương Diệp không có trả lời, nắm kiếm trong tay, muốn ra tay, nhưng lúc này, trong tay hắn đột nhiên nhiều một lệnh bài đen nhánh. Lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên khắc một ít đồ hình kỳ dị. Đây là Hậu Khanh cho hắn. Dương Diệp đang muốn hỏi, lúc này Hậu Khanh nói. Cầm cái này cho nàng nhìn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó ném đi, lệnh bài kia bay đến trước mặt nữ tử Vu tộc. Nữ tử Vu tộc nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, lông mày lập tức nhíu lại, qua hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Sau đó trả lệnh bài lại cho Dương Diệp. Dương Diệp, nữ tử Vu tộc không có nói chuyện, mà quay người rời đi. Vì cái gì? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói, lệnh bài của 12 Vu Vương, người có được lệnh bài của 12 Vu Vương, ý nghĩa người đối với Vu tộc mà nói, tuyệt đối không phải người xấu, hoặc là người có nhiệm vụ bí mật gì trên người. Cho nên nha đầu kia buông tha cho giết nha đầu nhân tộc này. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, lại nói. Ta cũng có chút tư tâm, nhà đầu kia tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, đối với Vu tộc ta mà nói, tương lai tất nhiên sẽ nhiều siêu cấp cường giả. Mà hiện tại nếu cùng ngươi liều mạng, dùng thực lực của tiểu tử ngươi, vẫn có thể đánh chết nàng. Dương Diệp cười cười. Nàng ly khai, cũng là một chuyện tốt, mặc dù ta có nắm chắc giết nàng, nhưng nàng cũng không đơn giản. Tóm lại, hiện tại tất cả đều vui vẻ. Lại nói. Ngươi cho ta lệnh bài kia đi, ngày sau ta hành tẩu ở Vu tộc, sẽ thiếu một chút phiền toái. Không được. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, hiện tại ta đã không phải 12 Vu Vương, ngươi cầm lấy lệnh bài của ta, rất có thể sẽ chiêu tới họa sát thân. Hơn nữa, đến lúc đó nếu có đại năng Vu tộc tới tìm ngươi, hỏi ngươi đây là người nào, ngươi đáp như thế nào? Dương Diệp nhún vai. Được rồi, vậy ngươi còn bao lâu nữa mới hoàn toàn khôi phục? Hậu Khanh nói, nhanh, ta hiện tại đã cải tạo thân thể, chỉ có điều, còn chưa đến thời điểm, ta phải chờ thần hồn ta triệt để khôi phục, mới dám lần nữa ngưng tụ thân thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó về tới sự thật,
hắn nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó là Đoạn Nhai Sơn, qua Đoạn Nhai Sơn là Gia Vu tộc. Ngay lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên rung động. Hồng Mông Tháp báo động. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, tay phải hắn đột nhiên đẩy Nam Tư Âm một cái, Nam Tư Âm bị hắn đẩy tới hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, bành, Dương Diệp bay ra ngoài mấy vạn trượng, cuối cùng trực tiếp đụng lên Đoạn Nhai Sơn. Bành, cả Đoạn Nhai Sơn run lên kịch liệt, vô số đá vụn từ trên rơi xuống, sau đó bao phủ Dương Diệp lại. Cách đó không xa, Nam Tư Âm đã ngây người. Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn lại, ở cách nàng không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả tay cầm một quải trượng màu vàng, lưng còng, tóc trắng, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, già nua đáng sợ. Vừa rồi xuất thủ, đúng là lão giả này. Minh cảnh tam đoạn đỉnh phong. Lão giả cũng không có che giấu cảnh giới của mình, bởi vậy Nam Tư Âm liếc mắt xem thấu cảnh giới của đối phương. Minh cảnh tam đoạn, ở trung thiên vũ trụ, đã có thể được xem nhân vật số một. Tuy Dương Diệp từng đánh chết cường giả minh cảnh nhị đoạn, nhưng minh cảnh nhị đoạn cùng minh cảnh tam đoạn chênh lệch cực kỳ to lớn. Đơn giản mà nói, 10 minh cảnh nhị đoạn, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, vậy khẳng định là chiến không lại một minh cảnh tam đoạn. Lúc này, lão giả chậm rãi đi tới trước mặt Nam Tư Âm không xa, hắn quan sát Nam Tư Âm một chút, cuối quang rơi vào ấn ký ở mi tâm của Nam Tư Âm. Thánh nhân truyền thừa, thật sự là được trời ưu ái. Nam Tư Âm trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Lão giả mỉm cười. Không cần nghe ngóng lai lịch của ta, sau khi chiếm truyền thừa của ngươi, lão phu liền lập tức che giấu, không màng thế sự. Dùng chút thực lực ít ỏi của lão phu, là không cách nào đối kháng Nam Tư gia ngươi. Nam Tư Âm đang muốn nói, đột nhiên lão giả quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhai Sơn. Nam Tư Âm theo ánh mắt của lão giả nhìn lại, chỉ thấy đống đá vụn đột nhiên rung động, rất nhanh, một nam tử từ trong đó nhảy ra. Nam tử này, đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nam Tư Âm lập tức buông lỏng, mà lão giả thì cau mày. Xa xa, lúc này bộ dạng của Dương Diệp hơi có chút chật vật, tóc tai bù xù, quần áo vô cùng bẩn, có chút giống một tên ăn mày, nhưng ánh mắt sắc bén. Ở trước ngực của hắn, có một vết côn ấn cực kỳ sâu. Lão giả quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không thể không nói, ngươi thật để cho lão phu ngoài ý muốn. Một nhân loại, có thể tu luyện thân thể tới loại trình độ này, thật sự rất yêu nghiệt. Dương Diệp cười nhẹ. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn, cường giả giống như ngươi, lại có thể chơi đánh lén. Đánh lén. Vừa rồi hắn bị một kích đánh bay, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lão giả này đánh lén. Lão giả cười nói. Ngươi thành đại sự, vĩnh viễn không câu nệ tiểu tiết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà lúc này, quải trượng trong tay lão giả đột nhiên đâm ra. Keng. Một thanh âm chói tai vang lên, Dương Diệp cả người mang kiếm bị chấn đến mấy trượng. Mà lão giả kia, thì tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, nhưng quải trượng trong tay hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lão giả nhìn thoáng qua quải trượng trong tay mình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, bốn phía Dương Diệp đột nhiên nhiều hơn 10 thanh khí kiếm, sau một khắc, 10 đạo kiếm quang đi thẳng tới chung quanh đối phương. Kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ lão giả. Tán. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của lão giả, chỉ nháy mắt, không gian dường như động lại, ngay sau đó, những kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm tiêu tán, hóa thành hư vô. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lão giả này còn mạnh hơn hắn nghĩ. Mà ở đối diện Dương Diệp, trong mắt lão giả kia đồng dạng mang theo vẻ ngưng trọng. Chân cảnh lục đoạn liền có thực lực như thế, không thể không nói, nếu như ngươi cùng lão phu đồng cấp, lão phu khả năng không tiếp nổi ngươi hai kiếm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Nói xong, lão giả bước ra một bước, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, thế giới chung quanh hắn tối xuống, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lên người hắn, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, thân thể của hắn cảm giác như bị vạn mã lôi kéo. Muốn bị xé nứt. Trong lòng Dương Diệp cả kinh. Hắn vội vàng thi triển kiếm vực. Kiếm vực ra, một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy. Dường như có đồ vật gì đó bị xé nứt, chỉ nháy mắt,
Dương Diệp cảm giác thân thể buông lỏng. Này là, vực. Trong mắt lão giả kia mang theo vẻ khó tin. Trước kia ta còn có chút không dám xác định, nhưng không nghĩ đến, đây quả thật là, vực, thật là thiên túng kỳ tài. Nếu như không phải bởi vì thánh nhân truyền thừa, lão phu thật sự là không muốn trở mặt với ngươi. Nói xong, lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, sau một khắc, tay phải mãnh liệt đập xuống Dương Diệp. Một chưởng này tựa như trời sập, trong đó ẩn chứa khí thế cường đại làm cho Dương Diệp không thể thở nổi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm chưởng vừa mới tiếp xúc, mãnh liệt bạo phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một cỗ sóng khí kinh khủng từ giữa hai người bộc phát ra, hai người đồng thời bị cỗ khí lãng này chấn lui về sau trọn vẹn hơn nghìn trượng. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cận thân đối chiến. Cái này là mục đích của Dương Diệp, nhưng lực lượng của lão giả kia quá kinh người, mỗi lần hắn vừa mới cận thân, đều sẽ bị lão giả đẩy lui. Hơn nữa dùng nhục thể của hắn, cũng sẽ bị lực lượng của lão giả chấn thương. Minh cảnh tam đoạn mạnh hơn minh cảnh nhị đoạn cũng không phải một chút. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Tư Âm cách đó không xa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lão phu thật sự là không có tâm tình cùng ngươi hao tổn nữa. Nói xong, quải trượng trong tay hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, ngay lúc này, tầng mây trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một độc chỉ từ trong tầng mây chui ra. Bốn phía ngón tay, tia chớp màu đen lập lòe. Khi ngón tay xuất hiện, không gian có chút hư ảo, dường như không chịu nổi lực lượng trong ngón tay. Chỉ một chỉ uy, cường hãn như vậy. Đối mặt một chỉ này, Dương Diệp không dám khinh thường, hắn nắm kiếm trong tay thật chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn vào trong kiếm, theo huyền khí dũng mãnh tràn vào, kiếm kia điên cuồng rung động, từng tiếng kiếm minh chói tai không ngừng từ trong đó truyền ra. Thời điểm cả ngón tay đi vào cách Dương Diệp 10 trượng, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Bành! Một cước này, làm cho tất cả mặt đất sụp đổ. Mà bản thân hắn thì mượn nhờ lực lượng trong đó phóng lên trời, đâm vào ngón tay. Àm! Cự chỉ run lên kịch liệt, ở trên xuất hiện từng vết nứt. Nhưng khóe miệng Dương Diệp lại tràn ra một ngụm máu tươi. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm đỡ cự chỉ, trên cánh tay nổi gân xanh, giờ khắc này, hắn đã sử dụng lực lượng lớn nhất của mình, nhưng vẫn không thể nào đâm vỡ cự chỉ. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh cự chỉ. Chỉ nháy mắt, chân phải đạp mạnh cự chỉ. Bành! Cự chỉ rơi xuống, Dương Diệp bị lực lượng trong đó oanh cả người rớt xuống. Lúc sắp rơi xuống đất, đột nhiên 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở bốn phía cự chỉ nháy mắt, 10 đạo kiếm quang dùng phương thức bất đồng cắt phá cự chỉ. Xuy xuy xuy! Qua trong giây lát, cự chỉ bị những kiếm quang kia cắt thành vô số mảnh. Mà lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời, bắn mạnh về phía lão giả. Chân trời, trong mắt lão giả kia hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải hắn lật lại, sau đó mãnh liệt vỗ xuống. Ầm, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, đạo kiếm quang kia của Dương Diệp bị đánh tan, mà Dương Diệp cũng bị một chưởng kia chấn đến trên đất. Ở trên bầu trời, trong mắt lão giả hiện lên lệ khí, còn muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Một phút, lão giả quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm nhìn lão giả. Trong một phút, cha ta cùng Nam Tư gia ta sẽ chạy tới, hiện tại các hạ trốn còn có một đường sinh cơ. Nam Tư gia, thần sắc lão giả biến ảo, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nhìn Nam Tư Âm một chút, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, xoay người thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Bởi vì hắn không cách nào trong vòng một phút đánh chết Dương Diệp, nếu như không cách nào đánh chết Dương Diệp, có Dương Diệp bảo hộ, Nam Tư Âm khẳng định có thể kéo dài tới cường giả của Nam Tư gia đến. Đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Không chỉ chắc chắn phải chết, còn sẽ liên lụy tộc nhân của hắn. Cho nên cuối cùng hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Sau khi lão giả rời đi, Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Không có sao chứ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn ngược lại không có bị trọng thương, chỉ có điều lúc này đây, làm cho hắn thấy được thực lực của mình chưa đủ. Vừa rồi hắn cùng lão giả giao thủ, lão giả bất kể là ở ý thức chiến đấu, hay phương diện khác, đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Còn có rất nhiều chỗ không đủ, đầu tiên là cảnh giới.
nhất định phải nhanh tăng lên tới minh cảnh. Đi thôi. Nam Tư Âm nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Nam Tư Âm hít sâu một hơi, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, không có người ngăn trở, hai người thuận lợi đi tới nhân giới. Biên giới đoạn Nhai Sơn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đám người phụ thân ngươi bao lâu nữa thì đến? Tối đa trăm tức. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Không bằng ngươi cùng ta đi Nam Tư gia. Đi Nam Tư gia. Dương Diệp mở to mắt, sau đó lắc đầu. Ta còn có chuyện khác. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ nhàng cắn môi, còn muốn nói điều gì, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xuất hiện 15 đạo khí tức cường đại. Thoáng qua, 15 người hiện thân. Cầm đầu đúng là phụ thân của Nam Tư Âm, mà sau lưng phụ thân của Nam Tư Âm, có 12 người toàn thân bị áo đen bao phủ, tay cầm trường đao màu đỏ, người đeo trường cung huyết sắc, trên người tản ra khí tức âm lãnh làm cho người sợ hãi. Nhìn thấy những người này, trong lòng Dương Diệp rùng mình, trong những người này, bất kỳ một người nào cũng mạnh hơn lão giả trước kia ít nhất 10 lần. Nam Tư gia, không đơn giản. Nhìn thấy Nam Tư Âm vẫn còn, thần sắc đám người trung niên lập tức buông lỏng, chỉ nháy mắt, trong mắt mấy lão giả ở sau lưng trung niên xuất hiện vẻ hưng phấn. Thánh nhân truyền thừa xuất hiện ở Nam Tư gia. Trung niên nhìn Nam Tư Âm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ tiểu hữu. TNN hiểu hữu có địa phương cần Nam Tư gia ta, xin cứ phân phó, trong phạm vi đủ khả năng, tất không chối từ. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện 10 đạo kim quang, chỉ nháy mắt, 10 nam tử mặc khôi giáp xuất hiện. Cầm đầu là một lão giả mặc áo bào tím. Khí tức 12 người kia không hề thua 12 hắc y nhân sau lưng trung niên. Thập nhị cung khuyết lệnh. Cha của Nam Tư Âm cau mày. Lão giả áo tím nhìn lướt qua đám người phụ thân của Nam Tư Âm, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Phụng lệnh nhân quân, tới bắt phản đồ nhân tộc Dương Diệp, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Nếu không, coi là đối địch với nhân quân, thiên hạ cộng chu. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân quân muốn bắt người. Nhân quân là người nào? Có thể nói. Nhân quân coi như là lĩnh tụ nhân tộc, từ trình độ nào đó mà nói, nhân quân có thể đại biểu nhân tộc. Nhân quân muốn bắt người. Đám người phụ thân của Nam Tư Âm, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người lão giả áo tím kia, hắn không nghĩ tới, người của nhân quân lại có thể sẽ ở thời điểm này đến, càng không nghĩ tới, lúc này đây tới đều là cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn nhiều như vậy. Lúc này đây hơi bó tay bó chân a. Bởi vì dùng thực lực trước mắt của hắn, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được những người này. Lúc này, phụ thân của Nam Tư Âm đột nhiên nói, các hạ. Trong này có hiểu lầm gì đó hay không? Lão giả áo tím nhìn về phía phụ thân của Nam Tư Âm. Nghĩ đến các hạ hẳn là Nam Tư gia Glia chủ Nam Tư Thiên. Cha của Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Chính là tại hạ. Lão giả áo tím chỉ Dương Diệp nói. Người này, không chỉ trộm lấy thánh kiếm của nhân quân, càng tu luyện công pháp phu tộc, có được huyết mạch phu tộc. Nhân quân điện hạ hoài nghi người này đến nhân tộc cơ ta, nhất định là bị vu tộc sai khiến, có âm mưu gì, cho nên lệnh chúng ta lùng bắt về trung thổ thần châu. Nghe vậy, Nam Tư Thiên cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người thật tu luyện công pháp phu tộc cùng có được huyết mạch phu tộc. Dương Diệp không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Thiên lập tức trầm xuống. Lúc này, lão giả áo tím kia đột nhiên cười nói. Các hạ cùng người này tựa hồ quen biết, mà người này có được huyết mạch phu tộc cùng tu luyện công pháp phu tộc, nếu truyền tới trong tai nhân quân, đối với Nam Tư gia. Lúc này, Nam Tư Thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi đang dùng nhân quân uy hiếp ta. Lão giả áo tím lạnh nhạt nói. Sao dám, chẳng qua là đang nhắc nhở Nam Tư gia chủ mà thôi. Nam Tư Thiên trầm mặc. Lúc trước Dương Diệp bảo hộ Nam Tư Âm an toàn từ vu tộc đi ra, đây đối với Nam Tư gia mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại ân tình, mà lúc trước hắn cũng từng nói, chỉ cần Dương Diệp có nhu cầu, ở trong đủ khả năng, Nam Tư gia sẽ không cự tuyệt.
nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp này dĩ nhiên là người Nhân Quân muốn bắt. Lúc này Nam Tư Âm nhẹ nhàng kéo tay áo của Nam Tư Thiên. Nam Tư Thiên nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó mỉm cười, hắn nhìn về phía lão giả áo tím kia. Các hạ, người này có ân với Nam Tư gia ta, không biết các hạ có thể cho Nam Tư gia ta mặt mũi, buông tha người này hay không? Buông tha hắn. Lão giả áo tím lạnh lùng nói. Tư Thiên tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, đừng nói Nam Tư gia ngươi, coi như Tam Đại Thánh Địa liên thủ ra mặt bảo vệ người này cũng không được. Người này, là Nhân Quân ắt phải giết, bằng không thì Nhân Quân sẽ không lệnh đám người lão phu tự thân xuất mã. Ắt phải giết. Nam Tư Thiên cau mày, đang muốn nói gì, lúc này một lão giả sau lưng hắn đột nhiên huyền khí truyền âm cho hắn. Việc này, Nam Tư gia ta không nên nhúng tay. Không nên nhúng tay. Nam Tư gia ở trong nhân giới, cũng là một phương đại tộc, cho dù là Nhân Quân cũng sẽ kiêng kỵ Nam Tư gia ba phần. Nhưng Nam Tư gia cũng sẽ không vô cớ gây sự với Nhân Quân, dù sao Nhân Quân cũng là lĩnh tụ nhân tộc. Đương nhiên, phải xem là chuyện gì, nếu như Nhân Quân muốn giết là Nam Tư Âm, Nam Tư gia nhất định không tiếc bất cứ giá nào cùng Nhân Quân liều chết. Về phần Dương Diệp, hắn không đáng Nam Tư gia cùng Nhân Quân trở mặt. Đáng giá cùng không đáng giá. Nhưng đúng lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh Nam Tư Thiên đột nhiên nói. Bảo vệ hắn. Nam Tư Thiên cùng mọi người sau lưng đều nhìn về phía Nam Tư Âm. Sau lưng Nam Tư Thiên, một lão giả cau mày, đang muốn quát lớn, nhưng giống như nghĩ đến cái gì, lời nói lập tức nuốt xuống. Lúc này Nam Tư Âm không phải là Nam Tư Âm trước kia, nàng có được thánh nhân truyền thừa, có thể nói là người trọng yếu nhất của Nam Tư gia. Lúc này Nam Tư Âm lại nói. Phụ thân. Nếu như không phải hắn, con gái căn bản không có khả năng đạt được thánh nhân truyền thừa, hôm nay, hắn gặp nạn, Nam Tư gia ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Khẩn cầu phụ thân ra tay bảo vệ hắn, bằng không thì, con gái tình nguyện không nhận thánh nhân truyền thừa này. Ngươi điên rồi. Sau lưng Nam Tư Thiên, một lão giả ở dưới tình thế cấp bách nổi giận nói. Ngươi biết thánh nhân truyền thừa này trọng yếu bao nhiêu không? Ngươi vậy mà vì một người cùng Nam Tư gia ta không liên hệ chút nào, muốn từ bỏ thánh nhân truyền thừa, ngươi, ngươi. Lúc này, Nam Tư Thiên đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, thanh âm của lão giả kia lập tức im bặt. Nam Tư Thiên quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm, đang muốn nói, lúc này Nam Tư Âm lại nói. Nếu như không phải hắn, con gái tuyệt đối không có khả năng đạt được thánh nhân truyền thừa, nếu như phụ thân không ra tay bảo vệ hắn. Như vậy nữ nhi tình nguyện không lấy thánh nhân truyền thừa để cầu an tâm, miễn cho ngày sau áy náy cả đời. Hai tay Nam Tư Thiên chậm rãi nắm lại, hắn do dự. Một bên, lão giả áo tím kia lạnh nhạt nói. Nam Tư Thiên gia chủ, lão phu biết rõ, có người ở chỗ này, nếu muốn bảo vệ đối phương, đám người lão phu là tuyệt đối giết không được hắn. Nhưng lão phu hỏi một câu. Nam Tư Thiên gia chủ thật vì một người cùng Nam Tư gia không liên hệ chút nào mà đối địch với Nhân Quân sao? Nam Tư Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo tím. Trong nhân tộc, người tu luyện công pháp phu tộc hẳn không ít, nhưng tựa hồ Nhân Quân không có để ý. Ta rất muốn biết, Nhân Quân cuối cùng là vì cái gì mà nhất định phải giết người này? Lão giả lạnh nhạt nói. Này lão phu cũng không biết, bất quá lão phu có thể rõ ràng nói cho các hạ, mạng người này. Nhân Quân là chắc chắn phải lấy. Nếu như các hạ muốn bảo vệ hắn, tin tưởng ta, Nhân Quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Tư Thiên đang muốn nói, nhưng lúc này, một lão giả ở sau lưng hắn đột nhiên truyền âm. Tư Âm đạt được thánh nhân truyền thừa, Nam Tư gia ta tất nhiên sẽ bị mấy thế gia còn lại, thậm chí là Tam Đại Thánh Địa xa lánh, thậm chí là thầm chèn ép, thời điểm này nếu đắc tội Nhân Quân. Tình cảnh của Nam Tư gia ta sẽ càng xấu, kính xin tộc trưởng dùng đại cục làm trọng. Hai mắt Nam Tư Thiên chậm rãi đóng lại, dùng góc độ làm người mà nói, có ân tất báo, là tính cách của Nam Tư Thiên hắn, nhưng với tư cách Nam Tư gia tộc trưởng, hắn ở trên một ít quyết định không thể có quá nhiều tình cảm cá nhân, bởi vì như vậy sẽ hại Nam Tư gia. Đơn giản mà nói, người này, Nam Tư gia không thể bảo vệ. Như đã biết quyết định của Nam Tư Thiên. Nam Tư Âm đột nhiên đi về phía Dương Diệp, Nam Tư Thiên do dự một chút, nhưng không có ra tay ngăn cản. Nam Tư Âm đi tới trước mặt Dương Diệp, thật có lỗi. Dương Diệp cười cười. Không có gì. Bắt ta, dùng ta làm con tin. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Nam Tư Âm.
huyền khí truyền âm. Dương Diệp ngây cả người, sau đó cười lắc đầu. Không cần, ngươi không đi được. Thanh âm của nam tư âm lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Những người này, thấp nhất đều là cường giả minh cảnh ngũ đoạn, nhân quân là quyết tâm muốn tuyệt sát ngươi, lấy cảnh giới cùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản chạy không thoát. Bắt ta, dùng ta làm con tin, sau đó chạy tới Vu tộc, những người này không dám trắng trợn tiến vào Vu tộc. Dùng nam tư âm làm con tin. Dương Diệp vẫn lắc đầu, đây không phải phong cách của hắn. Mặc dù là giả dối, nhưng hắn vẫn không muốn như vậy. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, nam tư âm nóng nảy. Ngươi tên này tại sao như vậy? Ngươi là muốn để cho ta áy náy cả đời sao? Không cần áy náy. Dương Diệp cười nói. Những thứ này là phiền toái của ta, hôm nay cái cục diện này, kỳ thật ta đã sớm liệu đến. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo tím kia. Chỉ là ta không nghĩ tới, lần này nhân quân gì kia sẽ phái ra trận chiến lớn như vậy. Lão giả áo tím lạnh nhạt nói. Trước kia, chúng ta thật đánh giá thấp ngươi, mà bây giờ, sẽ không. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, trong tay nam tư âm đột nhiên nhiều một thanh kiếm, chỉ nháy mắt, nàng để kiếm lên cổ họng của mình. Sắc mặt đám người nam tư thiên đại biến. Nha đầu, ngươi làm cái gì? Trong thanh âm của nam tư thiên mang theo vẻ lo lắng. Nam tư âm nhìn nam tư thiên. Phụ thân, bảo vệ hắn, bằng không thì con gái để cho thánh nhân truyền thừa cùng con gái biến mất khỏi thế gian. Nam tư thiên trầm giọng nói. Ngươi lại vì hắn uy hiếp ta. Nam tư âm nhìn nam tư thiên. Là ngươi dạy ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Hai tay nam tư thiên chậm rãi nắm lại, mà lúc này, kiếm kia đã đâm rách cổ họng nam tư âm. Thấy máu. Nhìn thấy một màn này, hai tay nam tư thiên khẽ run lên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lão giả áo tím. Ta bất kể nhân quân cùng người này có ân oán gì, nhưng người này có ân với nam tư gia ta, cho nên. Cho nên các hạ vẫn khoanh tay đứng nhìn đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ chân trời truyền đến, chỉ nháy mắt, ba nam tử xuất hiện. Ba nam tử đều mặc áo đen, tay cầm trường mâu. Liệp Phu nhất tộc. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng lão giả áo tím nổi lên nụ cười lạnh. Trong ba nam tử Liệp Phu nhất tộc, ánh mắt trung niên cầm đầu đã rơi vào trên người Dương Diệp. Người này không chỉ tu luyện công pháp phu tộc, có được huyết mạch phu tộc, còn giết người của Liệp Phu nhất tộc ta, hơn nữa công nhiên khiêu khích Liệp Phu nhất tộc ta, người này, Liệp Phu nhất tộc ta ắt phải chết. Ai bảo vệ hắn, chính là đối địch với Liệp Phu nhất tộc ta. Liệp Phu nhất tộc. Nghe vậy, sắc mặt nam tư thiên vô cùng khó coi. Một bên, nam tư âm còn muốn nói điều gì, lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, nhẹ nhàng điểm nàng một cái, thân thể nam tư âm cứng đờ, sau đó ngất đi. Lão giả kia nhìn về phía nam tư thiên, sau đó lắc đầu. Hai mắt nam tư thiên chậm rãi nhắm lại, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thật có lỗi. Nói xong, tay phải vung lên, cùng mọi người trực tiếp biến mất ở chân trời. Trong tràng, chỉ còn lại Dương Diệp cùng đám người lão giả áo tím. Thần sắc của Dương Diệp bình tĩnh, nam tư gia rút đi, đã sớm ở trong dự đoán của hắn. Mặc dù hắn đối với nam tư gia có chút ân tình, nhưng nam tư gia tuyệt đối sẽ không vì hắn đi đối địch với nhân quân. Còn nam tư thiên lúc trước nói, có gì phân phó, nam tư gia nhất định sẽ không từ chối, hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn xưa nay sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác. Chỉ có hơi bất ngờ với cử động của nam tư âm. Hắn không nghĩ tới nam tư âm sẽ vì hắn mà như vậy. Đám người lão giả áo tím cũng không có ra tay, lão giả áo tím nhìn về phía trung niên cầm đầu Liệp Phu nhất tộc. Các hạ, người này là nhân quân truy nã, kính xin giao hắn cho chúng ta, để cho ta mang về phục mệnh. Trung niên nhíu mày, trên người người này không chỉ có huyết mạch phu tộc. Còn tu luyện công pháp phu tộc, càng giết mấy người Liệp Phu nhất tộc ta, Liệp Phu nhất tộc ta ắt phải giết. Lão giả áo tím cười nói. Các hạ yên tâm, ở điểm này, nhân quân cùng Liệp Phu nhất tộc là giống nhau, nhân quân sẽ không lưu tánh mạng của hắn, sở dĩ dẫn hắn trở về, nhân quân chỉ là muốn hỏi ít chuyện. Người trung niên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta cùng ngươi trở về. Trong mắt lão giả áo tím hiện lên vẻ không vui. Nhưng không có cự tuyệt. Liệp Phu nhất tộc này,
cho dù là nhân quân cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Thu hồi suy nghĩ, lão giả áo tím nhìn về phía Dương Diệp. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên có bài tẩy gì thì dùng hết đi. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Dương Diệp nhìn đám người lão giả áo tím, sau đó cười cười, không có nói chuyện, hắn bước ra một bước, muốn thi triển vô địch kiếm trận. Vô địch kiếm trận. Đây là lá bài tẩy của hắn, mà giờ khắc này, át chủ bài không thể không ra. Cảnh giới của những người trước mắt này vượt xa hắn, nếu như không thi triển vô địch kiếm trận, hắn một chút phần thắng cũng không có. Đương nhiên, cho dù thi triển vô địch kiếm trận, cũng không có mấy phần chắc chắn. Ngay thời điểm Dương Diệp định thi triển vô địch kiếm trận, đột nhiên một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử, chúng ta cũng nên ly biệt rồi. Dương Diệp ngừng lại, đây là thanh âm của Cùng Kỳ. Rất nhanh, Cùng Kỳ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Khi nhìn thấy Cùng Kỳ lúc, đám người lão giả áo tím lập tức nhíu mày, rất nhanh, trung niên liệp phu nhất tộc trầm giọng nói. Ngươi là yêu tộc yêu vương Cùng Kỳ. Cùng Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua trung niên kia, lúc này trung niên lại nói. Không đúng, khí thế yêu vương không nên yếu như vậy, ngươi không phải bản thể, ngươi chỉ là một phân thân. Cùng Kỳ không có để ý trung niên kia, mà nhìn Dương Diệp. Đi vào đại thiên vũ trụ, có cảm tưởng gì? Dương Diệp cười cười. Không có quá nhiều cảm tạ, duy nhất cảm tưởng chính là, mình giống như vẫn có chút yếu. Không phải có chút. Cùng Kỳ nói. Ngươi là rất yếu, ngươi không thi triển át chủ bài, ở giữa sân, bất kỳ người nào ngươi cũng đánh không lại, cho dù thi triển át chủ bài kia, ngươi cũng không giết hết người trong sân. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Cùng Kỳ không nói sai. Lúc này Cùng Kỳ nói. Mặc dù ngươi là nhân tộc, ta là yêu tộc, nhưng không thể không nói, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta, mà ngươi cũng không giống những nhân tộc khác dối trá, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng ta thật không làm được khoanh tay đứng nhìn loại chuyện này. Tựa hồ các hạ không có năng lực như thế. Một bên, lão giả áo tím kia đột nhiên nói. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua lão giả áo tím, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Đến đi. Nói xong, ở chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng một trung niên khôi ngô xuất hiện. Trung niên cao gấp hai người bình thường, trên người trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Quan trọng nhất là khi trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác áp bách. Ánh mắt trung niên trực tiếp rơi vào trên người Cùng Kỳ, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt Cùng Kỳ, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ thú mãnh, bái kiến Ngô Vương. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua lão giả áo tím kia. Giết! Trung niên không có bất kỳ nói nhảm, đứng dậy nhìn lão giả áo tím đấm một quyền. Thời điểm Cùng Kỳ nói xong, sắc mặt lão giả áo tím đại biến, hắn quyết đoán dẫn đầu xuất thủ, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, sau đó đánh về phía Cùng Kỳ và trung niên. Nhưng sau khi trung niên ra quyền, khí tức của lão giả áo tím tan thành mây khói, nháy mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả người, thân thể lão giả áo tím nổ bể ra, hóa thành một đống thịt băm. Cường giả đạo cảnh. Một bên, trung niên liệp phu nhất tộc gắt gao nhìn chằm chằm thú mãnh. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Cường giả đạo cảnh. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, Cùng Kỳ nói. Trên minh cảnh chính là đạo cảnh, mà đạo cảnh lại phân thính, chi, vọng, thành. Cái gọi là thính, chính là lần đầu nghe thấy đạo, chi, là biết được đạo, vọng, là gặp đạo, cuối cùng là thành đạo. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tỏ ý đã rõ. Cùng Kỳ nhìn về phía người của liệp phu nhất tộc cùng nhân quân phái tới. Còn chưa cút. Trung niên liệp phu nhất tộc nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp. Việc này còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, hắn quay người cùng mọi người sau lưng biến mất ngay tại chỗ. Nhân quân phái tới 12 thị vệ cũng vội vàng xoay người rời đi. Có một vị cường giả đạo cảnh ở đây, bọn hắn biết, Dương Diệp này, vô luận như thế nào cũng giết không được. Cùng Kỳ nói, phải không là đang suy nghĩ, vì sao ta không tru sát tất cả bọn họ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng Kỳ nói, nếu như là ở yêu tộc, những người này, đã sớm hài cốt không còn. Cho dù ở vu tộc, ta cũng có thể tru sát bọn chúng. Nhưng đây là nhân giới. Nếu như ta tàn sát bọn hắn, sẽ phá hư một ít ước định giữa nhân tộc cùng yêu tộc.
Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, lúc này đây cảm tạ lão huynh rồi. Lại nói, bản thể lão huynh ngươi không tới. Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nếu như bản thể tới nơi này, sẽ kinh động một ít lão quái vật trong nhân tộc, khi đó chuyện phiền toái thêm nữa. Thời gian không nhiều lắm, tiểu tử, nếu như ở nhân tộc lăn lộn không nổi, thì đến yêu tộc đi. Dương Diệp cười nói. Nhất định. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì, lập tức cùng thú mãnh quay người biến mất ở chân trời. Cùng Kỳ đi. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp còn có chút không bỏ. Thời gian ở với Cùng Kỳ không hề ngắn, cùng Kỳ xem như vừa là thầy vừa là bạn. Hiện tại Cùng Kỳ rời đi, gặp mặt không biết phải đợi tới khi nào. Qua hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Đoạn Nhai Sơn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại tiến vào Vu tộc. Lúc này đây, mục đích của hắn là Cốc Âm Sơn, tìm được Âm Hậu, sau đó đi thiên giới. Thiên giới. Tiến vào Vu tộc. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Dương Diệp ẩn nấp đi. Sau ba canh giờ, Dương Diệp rốt cuộc đã tới Cốc Âm Sơn mà Hậu Khanh nói. Diện tích Cốc Âm Sơn không lớn, liếc mắt có thể nhìn tới đầu, trên núi lượn lờ sương mù màu đen, trong đó càng tản ra khí tức âm hàn. Dương Diệp quan sát Cốc Âm Sơn một chút, sau đó nói. Tiền bối, vị Âm Hậu tiền bối này, dễ nói chuyện hay không? Còn tạm. Hậu Khanh nói. Còn tạm. Thần sắc của Dương Diệp có chút cổ quái, bởi vì Hậu Khanh nói có chút do dự. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Âm Sơn, này có đáng tin cậy hay không a? Do dự một chút, Dương Diệp đi về phía Cốc Âm Sơn, rất nhanh, hắn tiến vào Cốc Âm Sơn. Sau khi tiến vào Cốc Âm Sơn, hắn lập tức cảm thấy một cỗ khí tức âm hàn thấu xương, dường như đi vào hầm băng. Thời điểm sắp tới đỉnh núi, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ đỉnh núi tấn công tới. Cỗ khí tức này trực tiếp xác định hắn. Sau khi cỗ khí tức này khóa chặt hắn lại, hắn lập tức cảm giác toàn thân không thể động đậy. Cường giả đạo cảnh. Lúc này, một giọng nói từ trên đỉnh núi truyền đến. Thân là nhân tộc, lại có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp của Vu tộc ta, nhân loại, ngươi là người phương nào, vì sao tới chỗ ta? Dương Diệp nói. Tại hạ Dương Diệp, được người nhờ vả tới tìm tiền bối. Người nào nhờ vả? Thanh âm kia nói. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, tấm lệnh bài Hậu Khanh cho hắn lập tức bay ra, sau một khắc, lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai hơi sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử mặc váy đen, trên váy thêu các loại hoa kỳ dị, không chỉ trên váy, trên má phải nữ tử cũng in một đóa đóa không biết tên màu đen, điều này làm cho nữ tử đẹp có chút khác loại. Âm Hậu. Dương Diệp biết. Người trước mắt này là Âm Hậu rồi. Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp. Vật ấy ngươi từ chỗ nào lấy được? Dương Diệp nói. Một tiền bối cho ta, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử hỏi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Thật có lỗi, không thể nói. Nghe vậy, hai mắt nữ tử hơi híp lại, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, sau đó vội vàng nói. Cũng không phải vãn bối không chịu bẩm báo, mà là chính hắn không chịu nói cho tiền bối. Cái nồi này, vẫn là để cho Hậu Khanh tự mình cõng đi. Hắn thật sự là gánh không nổi a. Qua mấy tức, nữ tử nói. Hắn vẫn còn sống. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Còn sống, bất quá bị trọng thương, bây giờ đang ở một địa phương an toàn. Chuyện của Hồng Mông Tháp. Hắn tự nhiên không có khả năng để cho người khác biết. Nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là gì của hắn? Dương Diệp sửng sốt, vấn đề này rất khó trả lời a. Nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Xem như học trò đi. Hậu Khanh dạy hắn công pháp Vu tộc, truyền hắn huyết mạch Vu tộc, nói là sư phụ hắn cũng không đủ. Tổng không thể nói là bạn hắn a. Nghe vậy. Trong mắt nữ tử đột nhiên hiện lên sát ý lạnh lẽo, sau một khắc, Dương Diệp cảm giác cổ họng mình siết chặt, một cảm giác hít thở không thông truyền đến. Dương Diệp thật không ngờ nữ nhân lại đột nhiên động thủ, mặc dù thực lực của đối phương vượt xa hắn, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ầm, một cỗ khí thế từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cỗ khí thế này làm cho tay của nữ tử có chút buông lỏng,
nhưng sau một khắc, tay của nữ tử mãnh liệt siết chặt. Bành! Khí tức của Dương Diệp lập tức biến mất vô ảnh vô tung, mà yết hầu của Dương Diệp còn ở trong tay nữ tử. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Hắn sẽ không thu nhân loại làm đệ tử, nhưng ngươi đã có lệnh bài của hắn, còn học được công pháp của hắn, nhân loại, nói cho ta biết chân tướng. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ nhân, sau đó trong lòng nói, tiền bối, ngươi xác định không hiện thân. Trầm mặc một hồi, Hậu Khanh nói, ta không muốn để cho nàng trông thấy bộ dáng này của ta. Dương Diệp khổ sở nói, vậy ngươi muốn thấy bộ dáng ta chết sao? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, Nam Sơn, có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Hậu Khanh nói cho nàng biết, địa phương ta khó quên nhất là Nam Sơn. Dương Diệp. Mà lúc này, nữ tử thấy Dương Diệp không đáp, tay càng ngày càng gấp, trong lòng Dương Diệp cả kinh, vội vàng nói. Nam Sơn, hắn đã từng nói với ta, địa phương hắn khó quên nhất là Nam Sơn. Nói xong, thân thể nàng kia lập tức cứng đờ, thời gian dần trôi qua dần dần buông lỏng tay. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Hắn ở nơi nào? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, ta chỉ có thể nói, hắn vẫn còn sống. Còn sống. Hai đấm của nữ tử chậm rãi nắm lại, bất quá thần sắc không còn lạnh như vậy. Lúc này Dương Diệp nói. Tiền bối nên biết, hắn từng bị nhân quân đuổi giết, bị trọng thương. Khi hắn trọng thương, vừa vặn gặp được vãn bối, sau đó chúng ta nhận biết, cuối cùng, hắn thấy vãn bối nhân phẩm không tệ, thiên phú chắc tuyệt, cho nên liền lôi kéo vãn bối, để cho vãn bối làm đồ đệ của hắn. Trong Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh. Trong hiện thực, nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Mặc dù có chút dối trá, nhưng thiên phú quả thật không tệ. Đi theo ta. Nói xong, thân hình nữ tử run lên, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở xa xa. Thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, sau đó vội vàng đi theo. Dương Diệp đi theo Âm Hậu tới một cung điện không quá giống nhân tộc, toàn bộ cung điện đều do tảng đá lóe ra hắc quang đắp thành, mặc dù là đắp, nhưng lại vô cùng mỹ cảm. Trong điện, Âm Hậu ngồi ở chủ vị, phía dưới là Dương Diệp. Hắn để ngươi tới tìm ta làm cái gì? Âm Hậu đi thẳng vào vấn đề. Dương Diệp nói, thiên giới, vãn bối muốn đi thiên giới, hy vọng tiền bối hỗ trợ. Thiên giới, Âm Hậu cau mày, ngươi đi thiên giới làm chi? Dương Diệp nói, có một số việc cần làm. Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi biết thiên giới là địa phương nào không? Dương Diệp lắc đầu, không quá rõ ràng, chỉ hiểu một chút. Âm Hậu đứng dậy đi tới trước mặt Dương Diệp. Cư trú ở thiên giới, kỳ thật cũng là người, chỉ có điều, hiện tại bọn hắn đã không cho mình là người. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Âm Hậu nói. Tiến hóa, cực kỳ lâu trước, phu tộc cùng nhân tộc còn có thiên tộc, thật ra là nhất thể, nhưng đáng tiếc cuối cùng, rất nhiều người bởi vì tín ngưỡng bất đồng, cuối cùng chia làm hai tộc, cái này là phu tộc cùng nhân tộc. Mà đám người thiên tộc thì tiến hóa, cuối cùng do một vài người cường đại, mang theo những người đã tiến hóa kia đi ra nhân loại, tạo thành thiên tộc. Tiến hóa. Dương Diệp nhíu mày. Người cũng có thể tiến hóa. Tự nhiên. Âm Hậu nói. Vạn vật đều có thể tiến hóa, người là vạn vật chi chung, thuộc về một loại vô cùng có linh, tự nhiên cũng có thể tiến hóa, bất quá không phải tất cả mọi người có thể tiến hóa. Nhưng phàm là người có thể tiến hóa, linh hồn, thân thể của bọn hắn đều sẽ nhận được tăng lên, tu luyện càng thêm dễ dàng. Dương Diệp nói, tiền bối nói với ta những chuyện này, nhất định là có nguyên nhân a. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Thiên tộc, tuy bọn hắn đã từng là nhân loại, nhưng hiện tại bọn hắn không cảm giác mình đã từng là nhân loại, bọn hắn cho rằng bọn họ là vạn vật chi linh. Nói tóm lại, đây là một chủng tộc cực kỳ cao ngạo đến người khó có thể tưởng tượng. Cao ngạo. Dương Diệp cười cười, kỳ thật hắn đã từng gặp qua tiểu thất cao ngạo. Nữ hài này cao ngạo, cái kia thật là rất khủng bố. Âm Hậu nói. Thiên tộc, không quá thích nhân tộc đi thiên tộc, bọn hắn cực kỳ không thiện ý, trừ khi là nhân loại tiến hóa. Loại người này, mới có thể được thiên tộc tiếp nhận. Dương Diệp nói. Ta muốn đi. Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chắc chắn chứ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vô cùng xác định. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Thôi được, hiện tại vừa vặn có một cơ hội,
sau một tháng, phu tộc ta muốn đi thiên tộc gặp thiên quân, đến lúc đó ngươi theo ta đi. Tiền bối cũng muốn đi thiên tộc. Dương Diệp kinh ngạc nói. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi thiên tộc làm ít chuyện, trong khoảng thời gian này, ngươi ở chỗ này không được chạy loạn, miễn cho xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Tuy người có huyết mạch phu tộc, tu luyện cũng là công pháp phu tộc, nhưng người cuối cùng là nhân loại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Âm Hậu nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Còn một tháng thời gian. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Bên ngoài một tháng, ở trong Hồng Mông Tháp chính là gần một năm thời gian, có thể để cho hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Không có vội tu luyện, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất TC, lúc này Tiểu Bạch đang cùng Trí Nữ và Tuyết Nhi chơi đùa. Thiên phú của nha đầu này, quả nhiên là kinh khủng. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Trí Nữ. Trí Nữ. Dương Diệp nhìn về phía Trí Nữ, nàng như cảm ứng được, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó mỉm cười, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Ca ca, sư phụ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Trí Nữ. Trong này cảm giác thế nào? Rất tốt. Trí Nữ nói. Ở cùng với đám người Tiểu Bạch rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Dương Diệp cười nói. Đi chơi đi. Trí Nữ nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người chạy về phía Tiểu Bạch cùng Bảo Nhi. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Trí Nữ làm sao vậy? Hậu Khanh nói. Người biết nhà đầu này hiện tại đã cảnh giới gì không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trí Nữ, hắn quan sát một chút, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Luân hồi cảnh. Trí Nữ này vậy mà đã đạt đến luân hồi cảnh. Mà Trí Nữ tu luyện mới bao lâu? Lúc này Hậu Khanh nói. Nhà đầu này tu luyện, tốc độ thật sự là hiếm thấy trên đời. Mặc kệ cảnh giới gì, nàng đều có thể không có bất kỳ chướng ngại đột phá, cho dù là luân hồi cảnh. Cũng dễ dàng vượt qua. Tuy nàng ở trong tháp, hấp thu tử khí tinh thuần nhất, nhưng này cũng không che giấu được nàng khủng bố. Khủng bố. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Trí Nữ này, thật sự rất khủng bố. Lúc này Hậu Khanh nói. Tiểu tử, lai lịch của nha đầu này tuyệt đối không đơn giản. Ta luôn cảm giác, ngươi tiếp nhận nàng, ngày sau ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Phiền toái. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trí Nữ đang vui đùa ầm ĩ với đám người Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Phiền toái thì phiền toái, nên tới, nó cuối cùng phải tới. Còn nữa, Dương Diệp ta đời này phiền toái đã rất nhiều rồi, nhiều thêm một cái cũng không sao. Hậu Khanh cười cười. Cũng đúng, bất quá mọi sự là tương đối, nàng có thể là phiền toái, nhưng ngày sau cũng có thể là cơ duyên của ngươi, việc này rất khó nói. Dương Diệp cười nói. Không có nghĩ nhiều như vậy. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, trên người ngươi có một ưu điểm, cái kia chính là làm chuyện gì, đều rất ít tính hiệu quả và lợi ích, ngươi coi trọng chính là tâm, nếu như trong lòng cảm thấy đúng, sẽ đi làm, mà không phải nhìn xem sự tình đối với ngươi có lợi hay không mới đi làm. Xích tử chi tâm, ta nghĩ, này chính là nguyên nhân vì cái gì ngươi có thể đi tới trình độ hôm nay. Xích tử chi tâm. Dương Diệp cười nhẹ, không có nói cái gì. Hắn đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, cùng Tiểu Bạch và đám người Trí Nữ chơi đùa một chút, liền đi tới trong phòng tu luyện. Trong phòng, đám người Hiểu Vũ Tịch cũng đang tu luyện. Tu luyện. Bất kể là ai đều muốn tu luyện, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, không có thực lực, sẽ không có hết thảy. Dương Diệp không có quấy rầy đám người Hiểu Vũ Tịch, mà xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn tự nhiên cũng cần phải tu luyện. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn chính là cảnh giới. Hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên tới minh cảnh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu bế quan điên cuồng tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, hắn mỗi ngày còn tiết kiệm thời gian đi ra hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Bây giờ kiếm kỹ của hắn đã tụ tập sở trường các nhà, hòa làm một thể, không gian tiến bộ còn cực kỳ lớn, có thể không ngừng trưởng thành. Trong Hồng Mông Tháp, đám người Bảo Nhi cùng Trí Nữ cũng bắt đầu tu luyện. Tuy các nàng ham chơi, nhưng cũng biết tầm quan trọng của tu luyện, đương nhiên, đây là Tô Thanh Thi cưỡng bách, bằng không thì chúng nữ căn bản không có khái niệm tu luyện này. Về phần Trí Nữ, tiểu nữ hài này nhìn như mềm mại, nhưng nàng so với bất luận kẻ nào còn muốn khắc khổ.
trong Hồng Mông Tháp Thanh Nhàn nhất không ai qua được Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm rồi. Thanh Nhàn đến nhàm chán. Trong tầng thứ hai, Tiểu Bạch mang theo Lôi Lâm đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa, Tiểu Bạch thăm dò một chút, có chút tò mò, lại có chút sợ hãi. Ở bên cạnh, Lôi Lâm cũng học nàng dò đầu vào bếp lò, nhưng rất nhanh nàng lại rụt trở về, trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của Lôi Lâm. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đi tới trên vai Lôi Lâm, sau đó Tiểu Trảo huy vũ, nàng chỉ Lục Đinh Thần Hỏa. Lôi Lâm trừng mắt nhìn. Được không? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó Tiểu Trảo vỗ vỗ bộ ngực của mình, một bộ có ta. Lôi Lâm vẫn còn có chút do dự. Lúc này Tiểu Trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt đầu của Lôi Lâm, lại huy vũ Tiểu Trảo thoáng một phát. Lôi Lâm chớp mắt to. Thật sự rất vui sao? Đầu Tiểu Bạch vội vàng gật, tỏ vẻ thật sự. Lôi Lâm nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nói. Vậy được rồi. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên giơ lên, rất nhanh, ở trong tay nàng tụ tập hai lôi cầu. Sau đó, ở trong ánh mắt hưng phấn của Tiểu Bạch, Lôi Lâm nắm hai lôi cầu ném vào trong lò đan. Không có động tĩnh, bởi vì sau khi hai lôi cầu tiến vào trong Hồng Mông Tháp, lập tức hóa thành hư vô. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Lôi Lâm, lúc này Lôi Lâm cũng đang nhìn nàng. Hai tiểu gia hỏa nháy mắt, lại nháy mắt. Sao không nổ? Lôi Lâm nói khẽ. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nhìn về phía Lôi Lâm, Tiểu Trảo lại nhẹ nhàng chỉ Lục Đinh Thần Hỏa một cái. Ý tử là tiếp tục. Lôi Lâm trừng mắt, Tiểu Bạch, chúng ta có thể gặp rắc rối hay không? Gặp rắc rối. Tiểu Trảo của Tiểu Bạch sờ lên cái đầu nhỏ của mình, có chút do dự. Gặp rắc rối, Dương Diệp Lờ đã nói cho nàng biết, bảo nàng không thể gây họa. Thế nhưng cái gì mới là gây rắc rối? Vui hẳn không gọi rắc rối à? Tiểu Bạch nghĩ như vậy. Lúc này, thanh kiếm kia của nhân quân đột nhiên xuất hiện ở trong tay Tiểu Bạch, một bên Lôi Lâm trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người chớ làm loạn à? Một cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch chỉ Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó vung múa. Lôi Lâm và Tiểu Bạch thuộc về cùng một loại, tự nhiên nghe hiểu được lời của Tiểu Bạch. Nàng cắn môi một cái, nói khẽ. Thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó hai móng giơ kiếm lên nhắm Lục Đinh Thần Hỏa, giống như nghĩ đến cái gì, thanh kiếm nàng rụt trở về, sau đó nhắm ngay luyện đan lô. Thời điểm nàng muốn bổ lò đan, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọn lửa này, dĩ nhiên chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Nguyên bản nó là không muốn trêu chọc Tiểu Bạch, cho nên đối với lúc trước Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, khiêu khích, nó không nhìn thẳng. Nhưng nó không nghĩ tới, Tiểu Bạch lại muốn bổ lò đan. Lần này nó tự nhiên không thể không nhìn rồi. Ngươi muốn làm gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Đối với Tiểu Bạch, giống như Hậu Khanh và Cùng Kỳ, Lục Đinh Thần Hỏa cũng có chút kiêng kỵ. Đặc biệt là Tiểu Bạch bây giờ, đây chính là có thánh nhân phù hộ, lại tăng thêm Hồng Mông Tháp không nói lý bao che khuyết điểm. Ở trong tháp, Tiểu Bạch chính là Tiểu Bá Vương. Tiểu Bạch giấu kiếm ở sau lưng, sau đó nhếch miệng cười cười, nó đưa ra một cái móng vuốt. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch mở to mắt, Tiểu Trảo vung múa. Một lát sau, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Lấy lửa làm gì? Tiểu Trảo của Tiểu Bạch vung vẩy, tốc độ quơ múa rất nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lục Đinh Thần Hỏa. Một lát sau, một đóa hỏa diễm lớn bằng ngón bay đến trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch muốn đi sờ, nhưng có chút sợ. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không có việc gì, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Trảo mở ra, hỏa diễm lập tức bay đến trong tay nàng, nhìn thấy không có việc gì, trong mắt Tiểu Bạch lóe ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, nàng lôi kéo Lôi Lâm cùng đóa hỏa diễm kia xoay người rời đi nơi luyện đan. Cuối cùng cũng đi. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Tầng thứ nhất, Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch nói. Ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn cười tâu toét, trên mặt mang nụ cười sáng lạn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hậu Khanh có chút sợ nói. Đột nhiên, Tiểu Bạch mở Tiểu Trảo ra, nhân quân kiếm đột nhiên bay đến trong móng vuốt của nàng, nháy mắt, hai mắt nàng đóng lại, hai hơi sau. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt, Tiểu Bạch đã thành một Tiểu Bạch hỏa diễm,
mà kiếm trong tay nàng cũng biến thành hỏa diễm kiếm. Một cái móng vuốt của Tiểu Bạch cầm kiếm chỉ Hậu Khanh, mà tay kia thì nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ý là, đến sâu lâu. Thần sắc Hậu Khanh cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Đây là Dương Diệp dạy ngươi. Đầu Tiểu Bạch vội vàng lắc, sau đó Tiểu Trảo chỉ mình, tỏ vẻ là tự học. Khóe miệng Hậu Khanh co giật, sau đó nói. Vậy ngươi rất lợi hại a. Nhếch miệng Tiểu Bạch cười cười, sau đó Tiểu Trảo vẫy vẫy Hậu Khanh, tỏ vẻ đến sâu lâu. Hậu Khanh do dự một chút, sau đó nói. Ta nhận thua. Nhận thua. Tiểu Bạch mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, ý kia là, nhận thua là có ý gì? Hậu Khanh sầm mặt lại, hắn biết Tiểu Bạch này lại đang giả ngu. Một trận chiến này, không thể tránh được a. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như một pho tượng. Đột nhiên hắn mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hô! Một ngụm chọc khí từ trong miệng Dương Diệp phun ra. Đột phá không? Bên cạnh Dương Diệp, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, đúng là Tô Thanh Thi không biết lúc nào đã ngừng tu luyện. Dương Diệp lắc đầu. Minh cảnh. Ở trong Hồng Mông Tháp này, hắn tu luyện gần một năm, nhưng hắn vẫn không có đạt tới minh cảnh. Vì cái gì? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thiếu một chút. Như hắn nói, hắn bây giờ cách minh cảnh, chỉ thiếu một chút xíu, lúc trước hắn cách minh cảnh, còn kém nửa bước, mà bây giờ, hắn chỉ thiếu một chút xíu, nhưng chính là một chút kia, ngăn cản hắn ở ngoài cửa. Nguyên nhân gì? Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Ta cũng không biết. Một lát sau, Dương Diệp đi tới trước mặt Hậu Khanh, bất quá lúc này thần sắc của Hậu Khanh có chút không dễ coi, trên người hắn lóe ra tia lửa lấm tấm. Mà ở chỗ không xa là Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Lôi Lâm, một bộ ta thật biết điều. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Hậu Khanh nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười rất sáng lạn, nhưng Hậu Khanh lại lạnh run. Do dự một chút, Hậu Khanh đang muốn nói, lúc này Lôi Lâm đột. Nhiên nói, ca ca. Vừa rồi Tiểu Bạch đang cùng lão gia gia. Ngay lúc này, một cái móng vuốt của Tiểu Bạch gõ đầu Lôi Lâm một cái. Dương Diệp. Lôi Lâm nhẹ nhàng hất móng vuốt của Tiểu Bạch, nói khẽ. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng quay đầu nhìn nhồ Dương Diệp, sau đó đưa lưng về phía Dương Diệp, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ. A. À, Lôi Lâm gật đầu. Chuyện ngươi cùng lão gia gia sâu lâu CK không thể để cho ca ca biết. Tốt, ta không nói cho hắn biết đâu. Thanh âm của Lôi Lâm không nhỏ, bởi vậy người trong sân đều nghe rõ ràng. Tiểu Úc Bạch. Ánh mắt Dương Diệp đã rơi vào trên người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó thoáng một phát bay đến trên vai hắn, đầu nhẹ nhàng cả hai má Dương Diệp. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ cái mông của Tiểu Bạch. Sau này không cho phép tới quấy rầy Hậu Khanh ra ra, biết không? Tiểu Bạch gật đầu, thời điểm này nàng không dám lắc đầu. Nếu không sẽ bị đánh mông. Dương Diệp vỗ đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Mang Lôi Lâm đi chơi đi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó bay đến trên vai của Lôi Lâm, Tiểu Trảo vung múa. Lôi Lâm giữ chặt một cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch, nói khẽ. Tiểu Bạch, tại sao ngươi muốn tìm lão gia gia sâu lâu chứ? Tiểu Bạch giơ lên một cái Tiểu Trảo, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ. Lôi Lâm hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Tại sao vậy chứ? Lôi Lâm nghiêng đầu hỏi. Tiểu Bạch quay người chỉ Dương Diệp, sau đó chỉ mình, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ quơ. À, Lôi Lâm gật đầu. Ngươi muốn giúp ca ca. Được, ta cũng phải trở nên mạnh, ta cũng muốn giúp ca ca. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó Tiểu Trảo vung lên, trong chốc lát, một thanh kiếm từ trong cơ thể nó bay ra, cuối cùng thanh kiếm kia xuất hiện ở dưới chân Lôi Lâm. Tiểu Bạch phung Tiểu Trảo lên, kiếm, veo, một tiếng biến mất ở xa xa. Còn thiếu một chút mới đến minh cảnh. Trước mặt Dương Diệp, Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hậu Khanh nói. Cảnh giới, đặc biệt là minh cảnh, ngoại trừ khổ tu, cũng phải xem cơ duyên, hoặc có lẽ là vận khí. Người bây giờ đã đạt tới chân cảnh lục đoạn đỉnh phong, cách minh cảnh chỉ kém một chút, hiển nhiên là thiếu một cơ duyên. Cái cơ duyên này,
khả năng sau một khắc sẽ đi ra, cũng có thể thật lâu không tới, tóm lại, không cách nào cưỡng cầu. Không cách nào cưỡng cầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Hậu Khanh nói. Đúng rồi, sau khi ngươi đi thiên tộc, tận lực ít xuất hiện một điểm đi. Bộ tộc kia cao ngạo ngất trời, ngoại trừ số ít một hai tộc, như cái gì vu tộc, nhân tộc, yêu tộc, ở trong mắt bọn họ đều là hạ đẳng. Cao ngạo như vậy. Dương Diệp nói. Không phải là cao ngạo bình thường, đặc biệt là hoàng tộc thiên tộc, ân, chính là tiểu thất của ngươi, nàng tuyệt đối đến từ hoàng tộc. Hậu Khanh nói. Hoàng tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, hắn ra Hồng Mông Tháp. Sau khi ra Hồng Mông Tháp, không bao lâu, Âm Hậu đi tới phòng của hắn. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người biến mất ở trong căn phòng. Dương Diệp vội vàng đi theo. Trên bầu trời, Dương Diệp đi theo bên cạnh Âm Hậu, từ trên trời nhìn xuống, cảnh tượng phía dưới thu hết vào mắt. Vu tộc có rất nhiều núi, bất quá thành thị cũng không ít, nhưng chung quanh mỗi một tòa thành, cơ bản đều là dãy núi vần quanh. Rất nhanh, Âm Hậu ngừng lại. Dương Diệp cúi đầu nhìn, ở phía dưới có một tòa thành lớn vô cùng, tòa thành này to lớn, so với Bắc Thương Thành còn muốn lớn hơn ít nhất gấp đôi. Đế Vu Thành, đế đô Vu tộc ta. Bên cạnh Dương Diệp, Âm Hậu nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thật lớn. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi. Rất nhanh, hai người trực tiếp tiến vào trong thành. Dương Diệp tiến vào trong thành, một cảm giác nhỏ bé lập tức sinh ra. Thành quá lớn, người quá nhỏ, quan trọng nhất là, trong thành này, Dương Diệp cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại. Có Âm Hậu dẫn dắt, hai người một đường đi về phía trước, trên đường gặp một ít thị vệ mặc khôi giáp. Bất quá những thị vệ này nhìn thấy Âm Hậu, đều nhao nhao quỳ một chân trên đất hành lễ. Hai người một đường thông suốt, rất nhanh, hai người đi tới một cung điện, trên cung điện có khắc ba chữ to, Vu Hoàng Cung. Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ở chỗ này chờ ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Thân hình Âm Hậu run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, mà lúc này, sau lưng hắn không xa. Một nam tử cùng nữ tử chậm rãi đi tới, thời điểm đi ngang qua Dương Diệp, nam tử cùng nữ tử đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nam tử kia rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân loại. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Nhân loại. Hắn khi tiến vào chỗ này, vì tránh phiền toái không cần thiết, đã ẩn nặc khí tức của mình. Nhưng hắn thật không ngờ, rõ ràng bị người phát hiện. Dương Diệp xoay người, ở trước mặt hắn không xa. Đứng một thanh niên cùng một nữ tử. Thanh niên mặc trường bào màu vàng, ở trên thêu một dị thú dữ tợn, nữ tử ở bên cạnh thanh niên thì mặc váy dài, váy cũng không có chỗ đặc biệt, nếu như không phải ở trên mặt nàng có một đóa hoa không biết tên mà nói, nàng xem ra càng giống như nhân loại. Thực lực của hai người cũng không kém, đều đạt đến minh cảnh nhị đoạn. Ngươi là nhân loại? Thanh niên lại hỏi. Dương Diệp không có giấu giếm. Lập tức nhẹ gật đầu, hai mắt thanh niên híp lại. Thật to gan, cũng dám ẩn núp đến Vu Hoàng Cung ta, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta đi theo Âm Hậu. Thời điểm này, hắn chỉ có thể chuyển ra Âm Hậu, bằng không thì chuyện phiền toái khẳng định sẽ đến. Âm Hậu. Thanh niên cau mày. Vì sao Âm Hậu y si tiền bối mang ngươi tới nơi đây? Dương Diệp nhún vai. Đợi tí nữa nàng đi ra. Các hạ hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Thanh niên nhíu mày. TK bây giờ là đang hỏi ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cũng nhíu lại. Lời của ta, ngươi không có nghe sao? Sắc mặt thanh niên trầm xuống. Ngươi có biết ngươi đang trò chuyện với ai hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, cũng không muốn biết. Nữ tử bên cạnh thanh niên đang muốn nói, nhưng thanh niên ngăn nàng, sau đó hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta hỏi lại một lần. Vì sao Âm Hậu tiền bối mang một nhân loại tới đây? Dương Diệp nhìn thanh niên. Tự nhiên là có nguyên nhân, bất quá, ta không muốn nói cho người biết, hiện tại hiểu chưa? Dương Diệp khó chịu nhất chính là loại chất vấn trên cao nhìn xuống này, với hắn mà nói, tôn kính là lẫn nhau, ngươi hảo hảo nói chuyện với ta, ta liền cẩn thận nói chuyện với ngươi, ngươi không dễ nói chuyện, vậy hắn tự nhiên sẽ không dễ nói chuyện. Nghe được lời của Dương Diệp. Sắc mặt thanh niên kia lập tức âm trầm xuống. Người đâu? Nói xong, ba thị vệ mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thanh niên nhìn Dương Diệp.
này là nhân loại, các ngươi đều mắt mù sao? Lại để cho một nhân loại tiến vào Vu Hoàng cung ta. Ở bên cạnh thanh niên, một thị vệ do dự một chút, sau đó nói. Hồi bẩm điện hạ, người này là đi theo Âm Hậu đại nhân. Âm Hậu, thanh niên nhìn về phía Dương Diệp nhún vai. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thanh niên trầm giọng nói. Trước bắt lấy người này, còn Âm Hậu đại nhân, ta sẽ đi xử lý. Nhưng ba tên thị vệ kia không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, thanh niên lập tức giận tím mặt. Như thế nào, các ngươi muốn tạo phản? Không dám. Thị vệ cầm đầu nhìn thanh niên ôm quyền, sau đó nói. Điện hạ, nếu người này là Âm Hậu mang tới, ý nghĩa Âm Hậu đại nhân tất có dụng ý, trừ khi là Âm Hậu hạ lệnh, bằng không thì chúng ta không dám tự tiện bắt người, kính xin điện hạ thứ lỗi. Thanh niên cả giận nói. Chẳng lẽ Âm Hậu còn lớn hơn phụ hoàng ta? Vu Hoàng cũng không có hạ lệnh. Thị vệ kia đột nhiên nói. Nghe vậy, thanh niên giận không thể nuốt, quay người căm tức nhìn thị vệ kia. Láo xược, người có ý tứ gì? Thị vệ kia nhìn thanh niên ôm quyền. Thuộc hạ cũng không cái ác ý gì. Thanh niên đang muốn nói, lúc này thị vệ kia đột nhiên quay người quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ ra mắt Âm Hậu đại nhân. Thân thể thanh niên cứng đờ, hắn quay người, lúc này một nữ tử đang nhìn nàng. Nữ tử này đúng là Âm Hậu. Thanh niên do dự một chút, sau đó thân thể hơi cong. Bái kiến Âm Hậu đại nhân. Âm Hậu thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người thị vệ kia. Đi xuống đi. Thị vệ ôm quyền, sau đó đứng dậy cùng hai người bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Âm Hậu nhìn về phía thanh niên. Lê Giang, nóng này rất lớn nha. Nam tử tên là Lê Giang biến sắc, vội khom lưng. Không dám. Âm Hậu nói. Vừa rồi phụ hoàng ngươi nói với ta, để ta mang huynh muội bọn ngươi đi thiên tộc mở mang kiến thức, ta đã đáp ứng. Nhưng hiện tại xem ra, ta quyết định. Phù phù. Lúc này, Lê Giang đột nhiên quỳ trên đất, rung giọng nói. Âm Hậu đại nhân, lúc trước là lỗi của ta, có chỗ mạo phạm, kính xin Âm Hậu đại nhân không nên so đo. Nàng kia cũng vội vàng quỳ xuống. Kính xin Âm Hậu đại nhân không nên so đo. Âm Hậu không có nhìn hai huynh muội, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi ta. Dương Diệp nao nao, sau đó nói. Không cho bọn hắn đi thiên tộc, đối với bọn hắn mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Âm Hậu nói. Vu Hoàng có 7 nhi tử, mỗi một vị đều muốn đi, đi, có nghĩa là sẽ đại biểu một số chuyện. Cái kia chính là rất trọng yếu. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, việc này thì thôi, việc nhỏ mà thôi. Trong mắt Âm Hậu hiện lên tán thưởng. Tuổi còn nhỏ, hiểu tiến thối, trong lòng còn có nhân nghĩa, cũng không tệ lắm. Hiểu tiến thối, trong lòng còn có nhân nghĩa. Dương Diệp sờ mũi một cái, thần sắc có chút cổ quái. Trong Hồng Mông Tháp, Hậu Khanh cũng lắc đầu. Hắn biết rõ, sở dĩ Dương Diệp không truy cứu, là vì một nam một nữ này không có chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như nam nữ này va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, khi đó Âm Hậu sẽ biết thiếu niên trước mắt điên cuồng cỡ nào. Trong hiện thực, nghe được lời của Dương Diệp, thần sắc của Lê Giang cùng nữ tử kia lập tức buông lỏng. Âm Hậu nói, đứng lên đi. Lúc này Lê Giang cùng nàng kia mới đứng lên. Lúc này, một hắc ảnh từ chân trời bay tới, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì hắn bái kiến nữ tử này. Nữ tử này đúng là hắn cùng Nam Tư Âm tiến vào Vu tộc nhìn thấy, đúng rồi, Tiểu Bạch còn đòi bắt sủng vật của đối phương. Nàng kia nhìn thấy Dương Diệp cũng nao nao, sau đó khẽ gật đầu. Âm Hậu quan sát nữ tử mới xuất hiện, sau đó nói. Lê Vu, người rất không tồi. Lê Vu nhìn Âm Hậu có chút thi lễ, sau đó ngoan ngoãn lui qua một bên, trầm mặc không nói. Âm Hậu nói. Lúc này đây, các ngươi theo ta đi thiên tộc. Các người đại biểu chính là Vu tộc, bất kể như thế nào, không thể yếu đi mặt mũi của Vu tộc ta. Tóm lại, lúc nên ít xuất hiện thì ít xuất hiện, nhưng lúc nên lên giọng, cũng phải lên giọng cho ta, không thể kinh sợ, rõ ràng chưa? Đám người Lê Vu vội vàng gật đầu, liên quan tới mặt mũi Vu tộc, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Âm Hậu vung tay phải lên, trong chốc lát, ở chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một điểm đen, rất nhanh, điểm đen càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng,
một con đại bàng dài đến trăm trượng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đám người Dương Diệp. Đi! Âm Hậu nói xong, tay phải vung lên, sau một khắc, trước mắt mọi người biến ảo, qua trong giây lát, mọi người đã xuất hiện ở trên lưng đại bàng, mà ở trên lưng còn có hai lão giả. Lão giả nhìn thấy Âm Hậu có chút thi lễ, sau đó lui qua một bên. Âm Hậu khẽ gật đầu, chân phải nhẹ nhàng giẫm, sau một khắc, con đại bàng kia vỗ cánh, biến mất ở chân trời. Chân trời, trong đám mây, đại bàng phi hành tốc độ cao, tốc độ này so với Dương Diệp ngự kiếm còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Dương Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tiền bối, Vu Vương ở Vu tộc địa vị rất cao. Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Hậu Khanh nói. Vu tộc có 12 vị Vu Vương, địa vị cao cả, có thể nói quyết định vận mệnh cả Vu tộc, chính thức có thể ra lệnh cho bọn ta, chỉ có Vu Tổ, cho dù là Vu Hoàng cũng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Có thể nói, 12 Vu Vương, chính là giường cột của Vu tộc. Vừa rồi tiểu tử kia, nếu như đụng phải một ít Vu Vương nóng nảy, tiền đồ coi như hủy. Bởi vì muốn trở thành Vu Hoàng, phải được 12 Vu Vương công nhận, cũng chỉ có trở thành Vu Hoàng, mới có thể điều lệnh Vu Vương. Vu Vương. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó về tới sự thật, hắn đi tới bên cạnh Âm Hậu, hỏi. Tiền bối, chúng ta phải bao lâu mới đến thiên tộc? Âm Hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vì cái gì ngươi muốn đi thiên tộc như vậy? Dương Diệp nói. Ta có một người bạn ở thiên tộc, ta muốn đi đón nàng quay về. Ở thiên tộc. Âm Hậu cau mày, một lát sau nàng nói. Ngươi đến từ hạ giới, nhưng tại sao ngươi lại đắc tội nhân quân còn có Liệp Phu nhất tộc? Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Hậu. Tiền bối đều biết. Âm Hậu nói. Điều tra qua. Dương Diệp cười nói. Những việc này, nói rất dài dòng. Âm Hậu nói. Bất kể là nhân quân, hay Liệp Phu nhất tộc, đều không đơn giản, ngươi đồng thời đắc tội hai thế lực, ngày sau nếu như ngươi trở về nhân tộc. Sợ rằng sẽ rất khó chịu. Cho nên ngày sau ở Vu tộc ta đi. Ở Vu tộc. Dương Diệp nao nao, sau đó cười nói. Ta sau này cũng không biết ta muốn đi đâu, dù sao đi một bước tính một bước vậy. Âm Hậu khẽ gật đầu. Tóm lại, nếu không muốn về nhân tộc, vậy ở Vu tộc, ngươi là đồ đệ của hắn, tuy hắn không ở đây, nhưng có ta ở đây, Vu tộc không ai có thể hại ngươi. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Vu tộc. Dương Diệp hắn đời này, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào an định. Đón Tử Nhi về, còn phải phục sinh nhị tỷ. Tóm lại, chuyện phiền toái vẫn có thật nhiều. Ngay lúc này, Âm Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đã đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Dương Diệp cũng nhìn xa xa, ở cuối chân trời, xuất hiện một ngọc môn màu trắng to lớn. Thiên môn. Lúc này Âm Hậu nói. Qua cửa này. Chính là thiên giới rồi. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng đạp một cái, tốc độ của đại bàng lập tức nhanh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại. Thiên giới, Tiểu Thất, Tử Nhi. Thời điểm mọi người muốn đi vào cổng, một nam tử mặc khôi giáp màu bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên quét nhìn đám người Âm Hậu, sau đó nói. Người tới là ai? Âm Hậu bước ra một bước. Phu tộc. Âm Hậu nhận lệnh của Vu Hoàng, đến đây cầu kiến thiên quân. Vu tộc, trung niên nhíu mày. Có thủ lệnh không? Âm Hậu cong ngón búng ra, một lệnh bài đen kịt xuất hiện ở trước mặt trung niên. Trung niên nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, sau đó khẽ gật đầu. Lệnh bài là thật, xin mời chư vị đi theo ta. Nói xong, trung niên quay người tiến vào trong thiên môn. Âm Hậu vung tay phải lên, cùng mọi người biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào thiên môn, trước mắt mọi người lập tức hư huyễn, rất nhanh, một cảm giác hôn mê truyền đến. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Trời xanh, mây trắng, còn có không khí trong lành. Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, lúc này bọn hắn ở trên một quảng trường khổng lồ, quảng trường này to lớn, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, dùng thị lực của hắn bây giờ, cũng nhìn không tới phần cuối. Vô biên vô hạn. Quảng trường này có thể dùng vô biên để hình dung. Nam Thiên chiến trường. Lúc này, Âm Hậu ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Ở trên chiến trường này, từng phát sinh qua một cuộc chiến đấu kinh thiên động địa. Ở chỗ này, người bị chết ít nhất mấy triệu. Chiến trường. Dương Diệp nói. Thiên tộc cùng tộc khác chiến tranh.
Âm Hậu nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói. Vậy hẳn là thiên tộc thắng. Âm Hậu khẽ lắc đầu. Không có thua, cũng không có thắng. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Âm Hậu nói. Đi thôi. Nói xong, cả người nàng bay lên. Đám người Lê Vu thân hình cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó chân phải đạp nhẹ, hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát thế giới thiên tộc. Kỳ thật, cũng không có chỗ đặc thù gì, nếu như phải nói chỗ đặc thù, cái kia chính là linh khí chỗ này vô cùng tinh khiết, không chỉ linh khí, ngay cả không khí cũng vô cùng tươi mát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Còn có chính là, một ít thành trì, kiến tạo vô cùng xa hoa, rất có tiên vị. Ở chân trời, mỗi khi đi qua một tòa thành, sẽ có mấy cường giả ngăn ở trước mặt bọn họ, bất quá nhìn thấy Âm Hậu cho ra lệnh bài, đều rối rít rời đi. Chỉ có điều những người này đối với bọn họ cũng không quá thân mật. Còn bao lâu sẽ đến? Bên cạnh Âm Hậu, Dương Diệp hỏi. Âm Hậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một hồi nàng nói. Một ngày. Một ngày. Dương Diệp sửng sốt. Lâu như vậy. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Thiên quân cư trú ở Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành ở trung ương thiên giới. Chúng ta còn phải đi qua Vô Biên Hải, mới có thể đến Vân Tiêu Thành. Ân. Đã đến Vô Biên Hải. Mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, phía dưới là biển rộng mênh mông. Cẩn thận chút. Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói. Có nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. Âm Hậu nhẹ gật đầu. Trấn thủ Vô Biên Hải chính là một trong thiên giới bốn đại thần tướng cổ nghiệt, người này hiếu chiến, thường xuyên gây sự. Ngay lúc này, phía dưới có một cột nước phóng lên trời, cột nước tựa như một con rồng nước, bắn mạnh về phía đám người Âm Hậu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Âm Hậu lập tức âm trầm xuống, tay phải nàng khẽ nâng lên, sau đó vỗ xuống. Một trường rơi xuống, không gian run lên kịch liệt, cột nước ầm ầm biến mất, mà vùng biển dưới cột nước trực tiếp xuất hiện một hố sâu sâu không thấy đáy, nước chung quanh không ngừng tụ đến, nhưng vẫn không điền đầy. Nguyên lai lúc này đây tới là Âm Hậu của Vu tộc. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh. Một trung niên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa, trung niên chỉ chừng 30, trên người mặc khôi giáp tản ra lưu quang nhàn nhạt. Sau lưng trung niên còn đứng hai thanh niên. Âm Hậu nhàn nhạt nhìn thoáng qua trung niên kia, sau đó nói. Thế nào, Cổ Nghiệt, muốn cùng ta qua hai chiêu? Cổ Nghiệt cười nói. Chính có ý đó, không biết Âm Hậu có cho thể diện hay không? Âm Hậu cười nói. Vậy thì tới đi. Nói xong. Âm Hậu quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lê Giang. An tĩnh chờ ở đây. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ở chân trời. Trung niên nhìn thoáng qua đám người Lê Giang, sau đó cũng biến mất ở chân trời. Sau khi Âm Hậu cùng Cổ Nghiệt biến mất, xa xa, một nam tử cẩm bào đột nhiên cười nói. Chư vị chính là thiên tài của Vu tộc, tại hạ Cổ Bang, bên cạnh là đệ đệ của ta, Cổ Hợp. Lê Giang ôm quyền. Tại hạ Lê Giang, bên cạnh là muội muội Lê Đồng, một vị khác là đường muội Lê Vu, mà vị này. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta không biết hắn là ai, dù sao không phải là người Vu tộc ta. Cổ Bang mỉm cười. Không sao. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ta xem ba vị khí tức không yếu, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, không bằng như vậy. Chúng ta luận bàn một phen được không? Luận bàn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Bang, tuy tiểu tử này cười híp mắt, nhưng hắn cảm thấy người trước mắt tuyệt đối không có hảo. Lê Giang có chút do dự, không phải hắn ợ, mà là bởi vì trước khi Âm Hậu đi, để cho bọn hắn yên tĩnh chờ đợi. Ngay lúc này, Cổ Hợp cười lạnh nói. Ca ca, người hạ giới, cả đám đều kinh sợ như rùa đen, cùng bọn họ sâu lâu có ý gì? Nghe vậy. Thần sắc đám người Lê Giang lập tức trầm xuống, lúc này Cổ Bang xin lỗi nói. Thật có lỗi, xá đệ tính tình chính trực, ưa thích có cái gì thì nói cái đó, chỗ đắc tội, mong ba vị. Mong ba vị đánh ta a. Lúc này Cổ Hợp kia đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Cổ Hợp cười lạnh. Khiêu khích, Lê Giang tự nhiên nhìn không được, muốn ứng chiến, nhưng lúc này muội muội của hắn Lê Đồng đột nhiên kéo hắn lại, sau đó lắc đầu. Bọn hắn là cố ý. Lê Giang nhìn thoáng qua huynh đệ Cổ Bang,
lúc này cổ hợp kia đột nhiên cười nói. Nguyên lai cái gọi là thiên tài của Vu tộc, chính là loại mặt hàng này. Thật khiến người ta quá thất vọng, quá thất vọng. Đến đánh đi. Lúc này Lê Giang đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Lê Đồng bên cạnh hắn còn muốn nói điều gì, nhưng Lê Giang khoát tay áo, ngăn trở Lê Đồng, thân hình hắn run lên, đi tới trước mặt cổ hợp. Ngươi không phải là muốn chiến sao? Đến, ta đánh với ngươi một trận. Khóe miệng cổ hợp kia nổi lên nụ cười. Ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy không bằng như vậy, chúng ta tới đánh cuộc một lần, như thế nào? Đánh cuộc gì? Lê Giang lạnh lùng nói. Cổ hợp cười nói. Như vậy đi, nếu như ngươi thua, nói một câu, Vu tộc ngươi vô năng, nếu như ta thua, ta nói thiên tộc ta vô năng, như thế nào? Nghe vậy, thần sắc Lê Giang lập tức thay đổi. Vu tộc vô năng. Hắn đã ý thức được hậu quả khủng bố của câu nói này. Một khi hắn thua, khi đó chuyện của hắn ở đây truyền quay lại Vu tộc, vậy hắn sẽ trở thành địch nhân của cả Vu tộc. Không chỉ như thế, cái thứ nhất không bỏ qua cho hắn chính là phụ hoàng hắn. Lê Giang có chút do dự. Thế nào, sợ? Một bên cổ hợp kia cười nói. Nếu như sợ, ngươi nói rõ, ta sẽ không tìm ngươi luận bàn, bởi vì thiên tộc ta, cho tới bây giờ sẽ không đi tìm người nhu nhược luận bàn. Bên cạnh Lê Giang, Lê Đồng nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái, sau đó lắc đầu. C. Như ngươi mong muốn. Nói xong, cổ hợp hít sâu một hơi, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn mạnh về phía Lê Giang. Thời điểm cổ hợp biến mất, mọi người rõ ràng cảm giác được không gian run lên kịch liệt. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, liên lụy không gian. Tốc độ vô cùng nhanh. Một bên, sắc mặt Lê Giang ngưng trọng lên, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, hai tay mãnh liệt nắm chắc, trong chốc lát, ở trước mặt hắn xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng đất. Bành! Một nắm đấm đột nhiên đánh vào trên quầng sáng, màn ánh sáng lập tức nổ bể ra, nắm đấm tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào ngực của Lê Giang. Bành! Nhưng Lê Giang không chút sức mẻ. Ở trên người của Lê Giang lóe ra hào quang màu vàng đất nhàn nhạt. Lê Giang nhếch miệng cười cười. Thân thể Vu tộc ta, há là ngươi có thể phá. Ngươi! Nhưng đúng lúc này, cổ hợp đột nhiên trưởng hóa thủ, khẽ bóp cổ họng của Lê Giang, sau một khắc. Đầu gối phải của cổ hợp mãnh liệt kê lên, chĩa vào dưới háng của Lê Giang. Phốc! Hai mắt Lê Giang trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Lúc này cổ hợp đột nhiên đánh vào huyệt thái dương của Lê Giang. Bành! Cả người Lê Giang bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, muội muội của hắn Lê Đồng đón lấy hắn. Sau khi dừng lại, trong miệng Lê Giang phun ra máu tươi, trong khoảnh khắc trước ngực huyết hồng một mảnh, mà trên mặt thì tràn đầy vẻ thống khổ. Lê Đồng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ hợp. Hèn hạ. Hèn hạ. Cổ hợp cười nói. Này sao có thể nói hèn hạ, là chính hắn phản ứng không đủ, thân thể không đủ mạnh. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá yếu. Nói xong hắn nhìn lướt qua Lê Đồng cùng đám người Dương Diệp, sau đó lại nói. Thứ cho ta nói thẳng, vốn ta không nghĩ đến cùng đám rác rưởi hạ giới các ngươi lãng phí thời gian, nhưng... Rác rưởi nói ai? Trong chàng, không biết ai đột nhiên nói một câu. Nói các ngươi. Cổ hợp vô ý thức nói. Một bên, khóe miệng Lê Vu hơi cuộn lên, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, chính là Dương Diệp hỏi. Lúc này Dương Diệp cười nói. Đúng, rác rưởi đúng là nói các ngươi, ngươi nói không sai chút nào. Ánh mắt cổ hợp đã rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó dựng lên ba ngón tay. Ba hơi sau, miệng của ngươi sẽ cùng đầu của ngươi tách ra. Bàn tay Dương Diệp đặt ở trên đầu mình, sau đó nói. Trước kia, có rất nhiều người giống như ngươi, ở trước mặt ta uy hiếp ta như vậy, hiện tại, cỏ trên mộ bọn hắn không sai biệt lắm cao như vậy rồi. Mọi người! Thật sao? Xa xa, cổ hợp đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ ngươi nói là thật, nhưng tin tưởng ta, ở trước đó, miệng của ngươi sẽ cùng đầu tách ra. Nói xong, cổ hợp bước ra một bước, cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó từ trên xuống dưới đập Dương Diệp một cái. Cận thân chiến đấu. Đối với Dương Diệp mà nói, này chính hợp ý hắn. Dương Diệp không có trốn tránh, mặc cho một quyền kia oanh tới, còn hắn thì một quyền oanh về phía cổ họng của cổ hợp. Nếu như hai người không thu tay lại, cái kia chỉ có một kết quả,
chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Nhìn thấy Dương Diệp không trốn tránh, thần sắc của Cổ Hợp lập tức biến đổi, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng, lập tức cải biến quỹ tích quả đấm, bay thẳng đến quả đấm của Dương Diệp. Bành! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh rạn nứt ra, chỉ nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại, nhưng rất nhanh, Dương Diệp dừng lại, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Cổ Hợp, một quyền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Cổ Hợp đại biến, hắn thật không ngờ Dương Diệp lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phản kích. Tuy kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức đạp chân phải, cả người ngừng lại, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà cứng đối cứng. Cứ như vậy, quyền của hai người dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Bành! Vừa chạm liền tách ra. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Hợp, sau đó lại một quyền đánh tới Cổ Hợp. Cứ như vậy, một quyền lại một quyền. Mới đầu, Cổ Hợp còn có thể cùng nắm đấm của Dương Diệp đối kháng, nhưng chăm tức sau, Cổ Hợp đã không ngừng rút lui. Áp chế. Cổ Hợp đã bị Dương Diệp áp chế hoàn toàn. Tay trái Dương Diệp cầm kiếm, nhưng hắn căn bản không có rút kiếm, vẫn luôn dùng một tay. Mà Cổ Hợp kia ngay từ đầu cũng chỉ dùng một tay, nhưng đến cuối cùng, hắn bắt đầu dùng hai tay. Nhưng hắn vẫn bị Dương Diệp đè đánh. Lùi lại nhiều lần, giờ khắc này, Cổ Hợp đã lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Một bên, huynh muội Lê Giang nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thật không ngờ, tên trước mắt này rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Trong mắt Lê Vũ cũng có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, đối với một nhân loại có thân thể mãnh liệt như vậy, nàng cũng bị khiếp sợ. Bên kia, sắc mặt Cổ Bang có chút âm trầm. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Đã xong. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Hợp cùng Cổ Bang, sau đó nói. Đánh tiếp như vậy, có chút không thú vị, việc này cứ định như vậy đi. Những người trước mắt này, là tộc nhân của tiểu thất, ra tay giáo huấn một chút là được. Không cần phải làm cho quá ác. Thôi. Ngay lúc này, Cổ Hợp đột nhiên gằn giọng nói. Nhân loại đê tiện, ngươi muốn xong như vậy. Ngươi. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên lóe lên. Thời điểm kiếm khí xuất hiện, sắc mặt Cổ Hợp đại biến, hắn theo bản năng đấm ra một quyền. Nhưng lúc này đây, quả đấm của hắn đụng phải không phải nắm đấm, mà là kiếm, một thanh kiếm sắc bén đến mức tận cùng. Xuy. Cánh tay phải của Cổ Hợp bị cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng còn chưa kết thúc, kiếm của Dương Diệp tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào mi tâm Cổ Hợp, thân thể Cổ Hợp lập tức cương cứng. Hắn chưa chết, bởi vì kiếm của Dương Diệp chỉ đâm vào nửa tấc. Trong chàng yên tĩnh trở lại, Cổ Hợp gắt gao nhìn Dương Diệp, hai nắm đấm nắm chắc, nhưng không dám di chuyển. Kiếm của Dương Diệp đột nhiên rút ra, Dương Diệp dùng thân kiếm nhẹ nhàng vỗ má phải của Cổ Hợp. Đến, nói cho ta biết, việc này giải quyết như thế nào. Các hạ. Lúc này, Cổ Bang cách đó không xa đột nhiên nói. Các hạ thực lực cường hãn, lúc này đây là xá đệ thua. Bất quá, chẳng qua là luận bàn, kính xin các hạ không nên đả thương người, bằng không thì chỉ sợ các hạ không ra hải vực này được rồi. Hải vực này rất lớn, lạc đường gì đó, vô cùng bình thường. Ngay lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên tát lên mặt Cổ Hợp, đôi má của Cổ Hợp xuất hiện một vết kiếm màu đỏ, nhưng Cổ Hợp không dám di chuyển. Bởi vì kiếm của Dương Diệp dính sát mặt của hắn, chỉ cần hắn dám động, hắn không chút nghi ngờ, kiếm kia sẽ trực tiếp gọt sạch đầu hắn. Một bên, thần sắc của Cổ Bang lập tức âm trầm xuống, đã không có bình tĩnh cùng dáng tươi cười ung dung như trước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó cười nói. So sánh với đệ đệ kiêu ngạo không có đầu óc của ngươi, ta càng ghét ngươi hơn. Rõ ràng là cố ý tìm phiền toái, cần gì giả bộ chứ? Còn nữa, trước đó ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vừa nói, kiếm trong tay hắn để ngang lên cổ Cổ Hợp, sau đó nói. Đến, uy hiếp lại lần nữa xem. Cổ Bang kia gắt gao nhìn Dương Diệp, nhưng không dám nói gì. Giết hắn, hôm nay ngươi tất không ra hải vực này. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, một trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cổ Nghiệt. Mà lúc này, Âm Hậu cũng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Âm Hậu khẽ lắc đầu.
hiển nhiên nàng không muốn chuyện biến thành không thể vãn hồi. Dương Diệp nhún vai, đang muốn thu kiếm, mà lúc này cổ hợp kia đột nhiên cười gần nói. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ồ, Dương Diệp cười nói. Ngươi muốn điều gì? Cổ hợp gần giọng nói. Nhân loại đê tiện, ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.